Kính thưa đồng bào, hôm nay là 18 tháng 2 năm 2017 dương lịch. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cùng đồng hương chúng ta một số vấn đề rất là vui, tức là phải nói là cuối đường hầm không có ánh sáng và rốt cùng chúng ta có ánh sáng rất là tuyệt vời. Cũng giống như là sau bóng đêm thì ban ngày lại nở rộ, cũng như tình hình quả địa cầu trái đất vẫn quay, bởi vì đó là việc làm của cha trời thượng đế toàn năng, và chúng ta là con người, là con cái của Ngài, chúng ta được quyền thừa hưởng những sự hiểu biết và những tinh túy tuyệt vời của cha trời thượng đế toàn năng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ một số vấn đề về hồng ân của thế giới thiên loại của cha trời thượng đế toàn năng ban cho chúng ta, và cũng như chúng ta sẽ chia sẻ một số sự việc có liên hệ đến đời sống hàng ngày của chúng ta. Thí dụ như chúng ta có những món quà rất là đặc biệt mà Hội đồng Cứu nguy Việt Nam sẵn sàng gửi tặng đến tất cả đồng hương chúng ta, những ai sẵn sàng đón nhận. Và tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta người Việt Nam cần đón nhận những món quà đặc biệt này, cũng như đồng bào cộng đồng thế giới cần có những món quà rất là đặc biệt ngày hôm nay mà tôi sẽ lần lượt trình bày cùng đồng bào. Và kính thưa đồng bào thân mến, trước khi vào chương trình thì xin phép cho tôi được tự giới thiệu tôi một chút xíu. Chúng tôi đây là y sư Trần Quang Đại Việt Vương Đạo. Đương thời tôi là một lương y và đồng thời là một y sư nhạc sĩ, cũng như là một y liền sư, y thiền sư. Và thưa đồng bào, cái tên thì nó quá dài, y sư nhạc sĩ Trần Quang Đại Việt Vương Đạo, tên dài quá. Thì kính xin đồng bào cho tôi dùng tên tên đệm, tên nickname của tôi mà đồng hương chúng ta ở On Cao Ti thường hay gọi tôi và ban tặng cho tôi một danh xưng, một tên gọi rất là ngắn gọn và rất là bình dân và rất là đồng cảm cùng đồng bào chúng ta với tinh thần thánh giống. Và tên nickname của tôi là đồng bào đặt cho tôi là Thánh Giống. Thành ra xin phép đồng bào đồng hương cho tôi dùng tên nickname của mình là Thánh Giống, cũng như đồng bào đã ban tặng cho tôi, để chúng ta làm việc cho nó dễ dàng, nó ngắn gọn hơn. Cái nói cái tên dài quá, nào là y sư nhạc sĩ Trần Quang Đại Việt Vương Đạo, dài quá. Và thưa đồng bào thương mến, Thánh Giống chúng tôi ngày hôm nay thật là vui mừng, bởi vì sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng làm việc, phải nói là trên dưới 40 năm, và trước đó là đã chuẩn bị lâu lắm rồi, thì cũng giống như đồng bào chúng ta, đồng hương chúng ta đã chuẩn bị về sự việc đất nước, dân tộc Việt Nam chúng ta cần phải làm gì để mà thực sự có hòa bình, công bình, bác ái, sống hòa mình cùng đồng bào nhân loại chúng ta, để từ đó chúng ta có thể sống hòa mình cùng càn khôn, bởi vì chúng ta phải sống hòa mình cùng đồng bào nhân loại trước khi chúng ta nghĩ đến chuyện mà sống hòa mình và tồn tại cùng càn khôn. Vâng, thưa đồng bào thân mến, thỉnh thoảng tôi dùng những ngôn ngữ có cái mùi mà mùi vị là y liền sư trong đây. Vâng, thưa đồng bào thân mến. Và trước khi chúng ta đi vào chương trình thì kính xin đồng bào để ý phía bên đây. Đồng bào thấy có một hình ảnh rất là đặc biệt, là hình ảnh khuôn mặt giống như là khuôn mặt Chúa Giêsu đang đội mũ gai, và Ngài đang nhìn nghiêng, và ánh mắt của Ngài thì rất là đăm chiêu và đang nói chuyện cùng chúng ta. Cũng như ánh mắt của Ngài có những giọt máu nhiễu từ mắt nhiễu xuống gò má. Nếu mà đồng bào có dịp nhìn kỹ, đồng bào sẽ thấy
Và thưa đồng bào, thì đồng bào thấy khuôn mặt của Ngài rất là oai nghiêm và đầy tràn tình thương yêu. Phải nói là yêu thương nhân loại đến nỗi mà hy sinh mạng sống mình. Vâng, thưa đồng bào thương mến, và đó là hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu đã hiện ra trên mây trong lúc thánh gióng chúng tôi hướng dẫn đồng bào và đồng bào bá tánh ở tại On County cầu nguyện cách nay cũng trên 7 năm rồi. Tức là hình ảnh này đã hiện ra vào ngày 29 tháng 8 năm 2009 dương lịch. Và thưa đồng bào thân mến, thì sau đây kế tiếp nữa là hình ảnh phía bên tay bên đây đây, đồng bào thấy nè, hình ảnh khuôn mặt anh hùng chiến sĩ trận vong. Đồng bào thấy là có nhiều chiếc nón ở phía trên, rồi đủ thứ loại nón hết, rồi mặt mũi thì bị thương chết rồi, không? Nhưng mà quý ngài tập hợp lại rồi hiện ra một hình ảnh rất là đặc biệt hiện ra trên mây. Thì trong lúc tôi thưa chuyện và chia sẻ cùng đồng bào ngày hôm nay, thì kính xin đồng bào thỉnh thoảng nhìn phía bên này và nhìn phía bên đây để chúng ta chiêm nghiệm hình ảnh của những vị anh hùng của nhân loại, của càn khôn đã hy sinh cho chúng ta được sống. Tức là bao nhiêu những cái sự việc mà khó khăn gian khổ thì quý ngài đã hy sinh cho chúng ta được sống. Bây giờ đây nhân loại chúng ta chỉ có cái việc là thừa hưởng và phải cảm tạ và phải biết mang ơn. Chúng ta phải phải định vị lại cái vị trí của chúng ta là con người thế giới nhân loại, thì chúng ta cần phải sống có tình có nghĩa và phải nhớ ơn những đấng đã hy sinh cho mình, thì chúng ta mới thực sự là sống. Chứ nếu mà ngược lại thì chúng ta chẳng khác nào những kẻ ăn cháo đá bát, đúng không? Thì trước khi chúng ta đi thêm vào chi tiết ngày hôm nay, thì tôi xin phép được để hình ảnh gần sát hơn để cho đồng bào xem chi tiết rõ ràng hơn, rồi chúng ta sẽ lần lượt đi vào chương trình ngày hôm nay rất là đặc biệt, và tôi biết đồng bào sẽ vui mừng vì chương trình ngày hôm nay. Và đây đồng bào thấy đây là hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu và khuôn mặt anh hùng chiến sĩ trận vong đã hiện ra trên mây trong lúc người Việt chúng ta cầu nguyện ở tại On Cao Ti. Và đương nhiên đồng bào cần coi hình mẫu gốc, thì đây là hình mẫu gốc, đây hình khuôn mặt Chúa Giêsu hình mẫu gốc như thế này đó, còn bên đây là hình anh hùng chiến sĩ trận vong. Và hình Chúa Giêsu đây là hình chúng tôi làm màu đậm hơn để ai mắt kém có thể xem chi tiết rõ ràng hơn. Thì thưa đồng bào thương mến, cuối chương trình ngày hôm nay thì tôi sẽ tường trình cho đồng bào coi một đoạn video trên dưới 10 phút để tường trình đầy đủ những chi tiết về những hồng ân, những sấm lệnh, điềm điềm báo trước về cơ cơ trời đang chuyển trong những ngày tháng năm sắp tới, đang chuyển đây, và sẽ ảnh hưởng tốt như thế nào đối với quả địa cầu này, và đương nhiên cũng như có những ảnh hưởng không được phải nói là trọn vẹn cho lắm, bởi vì có những điềm báo trước rất là tốt lành cho một số công việc vô cùng quan trọng. Tuy nhiên cũng sẽ có một số điềm báo cho biết trước là sẽ có những sự việc không được phải nói là an bình cho lắm, là bởi vì khi cơ trời chuyển mà có ảnh hưởng đến cả quả địa cầu thì đương nhiên sẽ có những sự việc, thí dụ như là động đất, tsunami, nước biển mà dâng dâng cao lắm, có thể lên tới hàng 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 trăm mét, hay là có thể lên tới nhiều khi hàng ngàn mét không không chừng, có thể lên tới hàng cây số không chừng. Đây là những cái hình ảnh mà phải nói là điềm báo rất là phải nói là quan trọng mà tất cả nhân loại chúng ta cần được biết. Và thưa đồng bào thương mến, thì kính thưa đồng bào, đồng hương,
tôi xin phép được nhắc nhở là một lần nữa là chúng ta, nhân loại chúng ta đã và đang thừa hưởng những công lao, những hy sinh của những bậc đi trước chúng ta, những thế giới kêu bằng phải nói là cao siêu, hy sinh cũng như là những thế giới thiên loại cao siêu lắm. Chúng ta chỉ là thế giới nhân loại thôi, đúng không? Thì phải có thế giới thiên loại. Chúng ta đang sống với súc sinh mà chúng ta so sánh chúng ta hơn con chó nhiều, đúng không? Nhưng con chó thỉnh thoảng phải nói là mình phải thành thật mà nói, con chó nó trung thành với con người hơn là con người chúng ta trung thành với con người. Điều này chúng ta phải xét lại và phải thừa nhận sự việc đó đã chứng minh để cho chúng ta học hỏi, bởi vì chúng ta rất kém đối với con vật về phần đó, tức là chúng ta thiếu sự trung thành giống như con chó. Mình nói thẳng là nói thật, đúng không? Và thưa đồng bào thương mến, thế thì chúng ta mình đặt vấn đề là tại sao như vậy, là bởi vì cái căn bản của con người chúng ta đó, dẫu rằng có tinh thần và tánh tình thánh thiện trong người của chúng ta, từ bi bác ái có trong người chúng ta có, mà chúng ta sử dụng ít hoặc nhiều thôi. Và đương nhiên thì ngoài cái sự mà từ bi bác ái trong bản thể con người chúng ta đó, đời sống của chúng ta, linh hồn của chúng ta đó, thì thưa đồng bào, con người chúng ta còn có những cái thói xấu, thí dụ như là tham lam, ích kỷ, kiêu ngạo, bon chen, chụp giật, bốc hốt, quờ quảng, sập dưa, sỏ lá, cà chớn, mất dạy, phản bội, lo đong đầy những túi tham không đáy, thí dụ như là độc tài, quyền thế, rồi sống xe xua, chảnh, vân vân và vân vân, lười biếng, nhiều tật xấu lắm. Hình như vậy, tôi thấy tôi, cá nhân tôi thôi, thì sau một khoảng thời gian sống ở quả địa cầu này, tức là cá nhân tôi nghĩ là tôi trở đi trở lại quả địa cầu nhiều lần rồi, chứ không phải là một lần, không phải lần này không đâu. Thì mình có quyền, mình cảm nhận được cái sự sống của cá nhân mình, chứ đâu ai được quyền cấm cản mình, đúng không? Thì cá nhân tôi thấy như vậy. Và đương nhiên thì sau một khoảng thời gian sống, mình nói cái khoảng thời gian đời này thôi, thì chúng ta sống, tôi chính cá nhân tôi thì mình cũng là kẻ như sống thời gian cũng lâu rồi, cũng phải đủ thừa hiểu biết là mình là con người, và mình đã vấp phạm rất nhiều lỗi lầm. Những cái lỗi lầm mà tôi vừa kê khai đó, hình như là hầu hết chúng ta đều mắc phải. Chúng ta có người nhiều lỗi lầm lắm, thưa đồng bào, thưa đồng hương. Thì cái vấn đề nó như vậy, tình hình thế giới chúng ta liên hệ rất là mật thiết đối với đồng bào đất nước dân tộc Việt Nam chúng ta. Và nói cho cùng thì cả quả địa cầu này liên hệ với nhau, kháng kích với nhau. Nó là chỉ là một cái đây, hai bàn tay. Thế giới này là nằm trong quả địa cầu đây nè. Lúc nào cũng quay. Giống như là một con thuyền bay ở giữa không gian, không trung, bay không ngừng nghỉ nha, lúc nào cũng quay bay. Vâng, và chúng ta nhân loại có bây giờ là trên 7 tỷ người, trong đó là có đủ thành phần hết, giàu nghèo, sang hèn, rồi buồn vui, rồi ác độc, rồi hiền hòa, rồi phải nói là thơm tho, rồi cũng như có những mùi vị rất là khó ngửi, vân 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 vân, ôi đủ thứ chuyện hết. Rồi nào là trung thành, phản bội, rồi đau khổ, vui cười, rồi khóc lóc, rồi đủ chuyện, đủ thứ chuyện đang xảy ra trên quả địa cầu. Thưa đồng bào thương mến, và chúng ta bây giờ có trên 7 tỷ người trên quả địa cầu. Và hiện tại bây giờ thì
Có những người giàu thì họ càng ngày càng giàu thêm. Rồi có những người thì nghèo thì càng ngày càng nghèo thêm. Nghèo rất một tơi, nghèo đến nỗi mà phải nói là chết đói luôn. Đó là sự thật. Rồi có những sự việc là đàn áp tư tưởng, độc tài rồi lấn áp, rồi bắt bớ giam cầm. Những sự việc đó đã và đang xảy ra thường xuyên trên quả địa cầu. Lý do tại sao? Lý do là tại vì con người chúng ta có những lúc chúng ta thiếu thành thật. Khi mà chúng ta độc tài, khi mà chúng ta tham lam, khi mà chúng ta ích kỷ, kiêu ngạo, khi mà chúng ta hung dữ, khi mà chúng ta vô trách nhiệm, khi mà chúng ta lười biếng, khi mà chúng ta phải nói là kiêu ngạo, tham lam, thì thôi sẽ sinh ra đủ thứ tệ nạn, gây phiền toái đến tất cả những gì xung quanh, đến tất cả, tức là trong đó có con người chúng ta bị thiệt hại nặng nề lắm, hành hạ với nhau, rồi chúng ta gây phiền toái đến cả càn khôn nữa, chứ không phải là chỉ có trong quả địa cầu này không thôi đâu. Bởi vì sự suy nghĩ của chúng ta ảnh hưởng cùng thế giới siêu nhiên, tức là ảnh hưởng tốt xấu, ảnh hưởng đó. Và rồi đến nỗi con người chúng ta không thể chịu đựng nổi, chúng ta không thể giải quyết được. Chứ biết đây đúng là như vậy. Vì thế có những lúc chúng ta kêu trời, khổ quá hay là bế tắc quá rồi kêu trời. Có những lúc mà những người mà giàu có quá, hay là những người khi có nhiều tiền quá rồi kêu trời, cái chuyện đó có nha. Không biết mình bây giờ tiền bạc nhiều quá biết mà làm gì, hiểu không? Rồi mình tham lam quá, nhưng mà không thể mà ngừng lại cái sự tham lam của mình, hiểu không? Rồi mình kêu trời, hoặc là mình làm việc cái tiền vô nhiều quá rồi nhiều khi mình kêu trời ơi, thôi làm ơn cho việc làm chậm chậm lại một chút chứ làm không sể, vân vân. Rồi cất giấu những đồng tiền đó, rồi sinh ra những cái bệnh hoạn, rồi tệ nạn xã hội do chính sự tham lam của chúng ta gây ra. Ôi thôi thì đủ thứ chuyện. Mình nói nôm na rồi mình có thể thí dụ một cách điển hình, nhân loại chúng ta khi mà giết nhau thì chúng ta đâu có ăn đâu, không có gặm tới xương, không có nấu nướng gì ăn. Anh nhớ là 1 triệu người chết trong quả địa cầu này mà khi mà giết nhau đó thì hình như chắc không biết có một người được bị ăn sống không, bị người ta đói người ta phải ăn sống gặm tới xương luôn, nấu súp ăn luôn không? Hình như là 10 triệu người hay là 100 triệu người thì may ra, hay là 10 triệu người may ra, thấy không? Chết thì có một người bị hoặc là được sử dụng bằng một cách kêu bằng, phải nói là kêu bằng tới nơi tới chốn đó, tức là gặm tới xương luôn, ăn thịt ăn da rồi xương sẩu này kêu nấu súp này kêu rồi ăn luôn. Đói quá là nó phải làm vậy. Nhưng mà hình như là tính cái tỷ số là khoảng 10 triệu người thì may ra mới có một người được như vậy và bị như vậy, đúng không? Chứ còn mà 9.999.999 người mà chết á, vì chiến tranh, vì mà giết chóc lẫn nhau, vì ganh tị á, thì thường thường là vì cái lòng u mê, ích kỷ, ác độc, kiêu ngạo, độc tài, bon chen, chụp giật, bốc hốt, quờ quạng, sọc dưa, sỏ lá, cà chớn, mất dạy, sất sượt, chảnh, quờ quạng, cà chớn, mất dạy, phản bội, rồi này kia rồi hóng hách này kia rồi cả. Rồi giết nhau. Rồi xác để hôi thối đó. Cùng lắm là đi chôn, rồi để hôi thối đó. Chứ không phải giết nhau bởi vì đói khát, đến nỗi là phải giết nhau, rồi gặm tới xương, không có một uổng phí gì hết. Đồng mà thấy con vật nó giết nhau không? Vì sự sinh tồn, đói quá phải giết nhau. Giết nhau rồi ăn hết, ăn hóng chưa cái gì hết. Đồng bào thấy con người thu con vật cái chỗ đó không? Mình hồi nãy tôi nói đó, con người chúng ta thu con chó ở cái chỗ là chúng ta thiếu sự trung thành. Thực tế là như vậy.
Thưa đồng hương quý mến, trước khi mà chúng tôi chia sẻ một số niềm vui nhỏ nhỏ nữa thì chúng tôi đề cập một số vấn đề rất là heavy, tức là nghe thấy là mà thiệt nó chỏi mà nó đúng ghê đó, mà nó phải nói nghe nó nặng heavy quá. Nhưng mà chúng ta phải nhìn, hãy cần phải nhìn vào sự thật. Con người là thế đấy. Thế thì chúng ta đã học được gì từ những bài học đó? Con người lặp đi lặp lại những bài học đó, bon chen chụp giật bóc phốt, sọc dưa sổ lá, cà chớn mất dạy, kiêu ngạo, ích kỷ, tham lam, lo đông đầy những túi tham không đáy, ô sinh đồ độc tài, đủ thứ chuyện. Lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại hoài. Bao nhiêu ngàn năm nay. Không chán à? Không mệt à? Mệt. Tôi nghĩ tới là tôi đã mệt rồi. Tôi nghĩ đồng hương mình, đồng bào, nhân loại có những lúc cũng nghĩ tới là mắc mệt, mắc chán đó. Phải nói là không muốn đụng tới những cái sự việc đó nữa. Vâng, thưa đồng bào thân mến. Và nhân loại chúng ta một lần nữa đang đi vào đoạn cuối đường hầm. À, mà đường hầm này là do chính tội ác của nhân loại chúng ta gây ra. À, bây giờ tuyệt vọng, không có lối thoát. Đồng bào có biết là trên thế giới bây giờ có những người giàu có quyền thế độc tài, họ đang to đập với nhau để mà gây chiến tranh nguyên tử để giết với cái ác ý là để giết hầu hết con người trên quả địa cầu, trên 7 tỷ người. Họ chỉ chừa một thiểu số giàu có ích kỷ độc tài của họ trên quả địa cầu sống thôi. À, họ đã xây những cái căn cứ, những nhà cửa dưới lòng biển, dưới lòng đất, dưới chân núi, rồi họ to rập với nhau, họ tham nhũng hối lộ, họ buôn bán đủ thứ chuyện hết, để rồi họ liên lạc với nhau để họ xây những cái nhà cửa, những cái building này rồi ở dưới lòng biển, dưới lòng đất, dưới chân núi. Thế mà khi mà họ gây chiến tranh nguyên tử xảy ra với cái dụng ý là giết sạch hầu hết nhân loại trên mọi địa cầu, trên 7 tỷ người. Và lúc đó là lúc mà họ chung xuống dưới, họ trốn. À, đó là chuyện họ đang làm đó nha. Cái chuyện đó bây bó tay. Cái đám mà giàu có, ích kỷ, kiêu ngạo, độc tài đó, họ nói là họ đang quậy phá, nát quả địa cầu. Bởi vì bao nhiêu đối với họ cũng không đủ hết á. Họ sống ở cái năm bờ. Có những người có 1 triệu đô la muốn có 10 triệu. Có 10 triệu đô la muốn có 100 triệu. 100 triệu đô la muốn có 1 tỷ. Có 1 tỷ đô la muốn có 100 tỷ. Sống bởi cái năm bờ, cái lòng tham của người đó. Thì cái năm bờ đến bao nhiêu nó mới đủ, đúng không? Khổ vậy. Nhưng những toan tính đó Thượng Đế đã biết trước con người chúng ta. Bởi vì Thượng Đế ban cho chúng ta có sự sống mà. Thượng Đế kiểm soát, kiểm duyệt chúng ta bởi thần khí của Ngài. Bằng chứng là trong máu của chúng ta cần phải chuyển lên óc chúng ta mới suy nghĩ được. Mà trong máu chúng ta thì lúc nào cũng phải có oxygen thì chúng ta mới sống được, mới thở được. Trong con người chúng ta nó mới làm việc được. Thì thần khí của Thượng Đế toàn năng đã ở trong con người chúng ta rồi. Khi mà chúng ta chưa lọt lòng mẹ thì Ngài đã ở trong người chúng ta rồi. Ngài biết hết rồi. Vì thế Ngài sẽ nắng qua địa cầu lại, cũng giống như trong quá khứ Ngài đã làm nhiều lần rồi. Đồng bào nhớ mà nền văn minh Đại Tây Dương sụp xuống biển rồi, nền văn minh ở Ai Cập rồi, nền văn minh ở Nam Mỹ rồi, đủ thứ nền văn minh trong quá khứ vì phạm tội kiêu ngạo đó, đủ thứ chuyện. Rồi rốt cuộc là Thượng Đế nắng qua địa cầu lại cho sụp xuống biển hết, xuống lòng đất hết. Rồi sau này nhân loại nhắc các nhà mà khảo cổ này kia, đồ khoa học gia này kia đó, cái người ta tìm tòi tới nó ồ, thì ra là có những nền văn minh như thế đã hiện hữu ở qua địa cầu này, rồi đùng một cái bị sụp xuống lòng đất, sụp xuống biển. Con người đã tìm ra, lịch sử đã chứng minh.
Thế thì trong tương lai Thượng Đế sẽ nắng qua địa cầu lại, đó là chuyện chắc chắn. Bởi vì con người gây ra quá nhiều phiền toái mà con người đang bó tay không giải quyết được. Sức người có hạn, có tầng, có giới, có khoa, có súc sinh, súc vật và có ác quỷ, có nhân loại là phải có thế giới thiên loại. Thế giới thiên loại nè, đồng bào nhìn khuôn mặt Chúa Giêsu hiện ra trên mây đó, bề ngang là mấy trăm cây số, bề dài mấy trăm cây số, phải là năm 300 cây số trở lên, chứ không phải là, tại vì lớn lắm, hình ảnh hiện ra lớn lắm, con người chụp được. Khi mà con người thật tâm cầu nguyện, những phép lạ này hiện ra. mà những người mà cầu nguyện chụp được những hình ảnh này, đó là những người gốc gác Việt Nam Mít, Vietnamese American, American Vietnamese, hay là Great Việt Kingdom, dân tộc Đại Việt, Vương đạo Đại Việt, phần đó chúng ta nói sao? Đồng bào thấy hình ảnh anh hùng chiến sĩ Trần Quang hiện ra, đầy quyền năng. Ở ngoài nhìn kỹ, đồng bào sẽ thấy có nhiều đầu rồng rất là oai phong, rồng của Thượng Đế, rồng là rồng tiêu diệt những cái ác, chứ không phải là rồng 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 quỷ dữ nha. Rồng có hai loại rồng, rồng làm việc thiện lành khác, tiêu diệt những cái ác khác, còn rồng mà đại diện cho quỷ, làm việc cho quỷ Satan là khác nữa, có hai giới giống như trắng với màu trắng màu đen ha, hay là ánh sáng bóng tối, tức là hoặc là âm với dương ha, tức là nó phải có cái sự mà kích động giao thoa với nhau để mà tiến tới. Thấy không? Nếu mà ở ngoài đồng bào nhìn kỹ cái hình ảnh này, anh hùng chiến sĩ Trần Quang, đồng bào sẽ thấy trong đây có nhiều ông rồng lắm, có nhiều ông rồng trong đây lắm. Bằng chứng tôi cho đồng bào coi liền bây giờ, hình anh hùng chiến sĩ Trần Quang ha, như vậy ha, đồng bào thấy nón sắt mặt mũi này kia đã cái đủ ha, nhưng mà hiện xây qua bên đây thấy nguyên đầu rồng đang phun lửa, thấy không? Đó, thấy chưa? Bởi vậy cần phải có những hình ảnh này để chính tận mắt mình ngồi xem, nghiên cứu tại sao hình ảnh này hiện ra. Hình ảnh này hiện ra những hình ảnh gì, những cái nét gì. Nghe không? Thí dụ như hình ảnh khuôn mặt Chúa Giêsu. Cá nhân tôi thì tôi thấy cái gì? Tôi thấy cái gì đây? Tôi thấy là mũ gai ha, rồi ánh mắt của Ngài đăm chiêu, Ngài biết tất cả những quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta. Cũng như ánh mắt của Ngài có máu chảy từ mắt Ngài, máu chảy rớt xuống gò má. Rồi bởi vì Ngài bị đánh bầm dập trước khi mà nhân loại đóng đinh Ngài mà. Rồi mũi của Ngài thì bầm dập sưng lên, môi miệng sưng lên, tét môi luôn đó. Bị nó quýnh quá mà, nó đập quá mà, trước khi đóng đinh, đúng không? Đó, tôi nhìn thấy như vậy, tôi không biết nhiều đồng bào có nhìn thấy không? Thí dụ như cái hình đó, tôi chuyển, dùng Photoshop tôi chuyển qua cái hình màu này, có thể thấy rõ hơn nữa. Đó, đồng bào thấy không? Đó, thấy chưa? Đó, mình phải có những hình ảnh này trong nhà mình, để mình chia sang sẻ với gia đình mình, người thân mình, thấy không? Cũng như nhất là chia sẻ với chính linh hồn của mình. Mình cần phải học hỏi chứ. Đó, bây giờ tôi cho bà coi ba hình luôn nè. Đó, trong đây có hình màu gốc, màu gốc tôi để chính giữa nha. Đó, hình màu gốc nè, chụp như thế nào chúng ta in ra như thế. Đó, còn đây là hai hình hai bên là chúng ta dùng Photoshop làm màu, chuyển màu đậm hơn. Mình phải có màu gốc thì sau đó mình mới có thể chuyển màu đậm, màu lợt hay đổi màu, vân vân và vân vân. Và đương nhiên chúng ta cần phải có những hình ảnh này, chúng ta học hỏi, để chúng ta học hỏi nghiên cứu tại sao những hình ảnh này hiện ra trên máy. Những hình ảnh này ai làm ra? Sức con người chúng ta không thể làm ra hình ảnh này, nhất là cái hình ảnh chính giữa nè, hình ảnh nguyên, hình ảnh gốc nè, chụp như thế nào in ra như thế. Mặt Chúa Giêsu đó, còn kế bên nữa là vòng cầu ngũ sắc. Còn chính giữa phía bên này là mặt trời phía bên này nè. Đồng bào biết cái hình này lớn lắm, bề ngang hàng trăm mai, bề dài hàng trăm mai, chứ không phải là chục mai nha. Đó, mình phải nghĩ, mình phải tìm tòi, ủa tại sao, mình phải nghiên cứu chứ, tại sao những hình ảnh này hiện ra vào thời điểm này, vân vân và vân vân. Đó, chứ còn nếu mà chúng ta không có ước ao học hỏi về những phép lạ này thì chúng ta sẽ không biết về những phép lạ này.
Bởi vì những phép lạ này đó hướng dẫn và dạy dỗ cũng như cảnh báo nhân loại về việc tận thế của thế giới nhân loại sắp xảy ra và sẽ xảy ra đúng thời hạn, không chậm trễ. Mình phải hiểu chứ, chứ mình giống như ví dụ như cái hình này trong đây có đề ghi là God and you, tức là giữa Thượng Đế và mình, chính mình. Có những lúc mình cũng phải đắn đo, đúng không? Đó, mình phải đắn đo thường bào. Thì bởi vậy, vì thế tôi nghĩ là tôi cá nhân tôi nghĩ rằng tất cả mỗi người trên quả địa cầu cần biết, cần có về những hình ảnh này, để trong nhà mình cũng như để nơi làm việc mình, cũng như để phân phát và thông báo cho người thân, người quen của mình. Tất cả mọi người trên quả địa cầu cần biết về những phép lạ này, bởi vì phải nói là đây là những cái sự việc và những phép lạ và những sự việc quan trọng nhất thời bây giờ cho đến ngày tận thế của thế giới nhân loại. Nó phải có tầng, có giới, có khoa, đúng không? Một ngày là 24 tiếng là phải có kết thúc chứ. Một cái cuộc sống, cuộc đời của chúng ta, cá nhân của mỗi chúng ta sẽ có một ngày kết thúc, là cái ngày mà chúng ta nhắm mắt lìa đời. Thì cái thời dụng biểu của nhân loại trên quả địa cầu này sẽ có một lúc kết thúc, giống như là thời dụng biểu của khủng long ngày xưa 300-400 triệu năm về trước. Lịch sử nghiên cứu thì thấy là ngày xưa khủng long là những con vật lớn lắm, phải không? Đùng một cái sự chuyển mình của càn khôn đó, mấy vật nó chết hết để cho con người chúng ta đến sống, đúng không? Thì đến một lúc nào đó thế giới nhân loại của chúng ta thời dụng biểu cũng sẽ chấm dứt. Và khi chấm dứt thì chúng ta sẽ đi về đâu? Đồng bào đừng nói với tôi là ôi mình chết rồi hết. No, làm gì có chuyện chết rồi hết. Cái thể xác mình là hết rồi, tại vì nó sẽ hôi hám rồi, nó mục nát, đúng không? Mục nát. Nhưng mà linh hồn của mình làm sao chết? Không chết. Linh hồn mình không chết đâu. Linh hồn mình sẽ trình diện cùng đứng tạo hóa. Nôm na mà nói danh xưng mà rất là gần và rất là vĩ đại, đó là Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Mỗi chúng ta sẽ trình diện Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, là cha chung của chúng ta, để chúng ta nhận sự vụ lệnh mới. Một là chúng ta sẽ bị giáng xuống làm súc sinh, hai là sẽ bị nhốt chung với quỷ Satan, hoặc là chúng ta sẽ được lên lớp sống cùng thế giới thiên loại, đúng không? Sự việc đó sẽ xảy ra. Và thưa đồng hương quý mến, Cha Trời Giê-xu đã hy sinh cho chúng ta được sống, Ngài trả một giá quá đắt. Triệu anh hùng chiến sĩ trận vong đã hy sinh cho chúng ta được sống thêm đầy ý nghĩa. Quý ngài anh hùng chiến sĩ trận vong trên khắp các mặt trận trên mọi địa cầu đã trả những cái giá quá đắt để cho chúng ta được sống thêm đầy ý nghĩa, vui tươi, hạnh phúc, học hỏi, tiến hóa, hòa mình và để được tồn tại cùng càn khôn. Đây mới là thật sự những sự hy sinh. Còn những loại chúng ta còn đang sống nhân răng này, chúng ta hy sinh được bao nhiêu? Chúng ta làm chuyện gì đó cho là tôi phải có lợi tôi mới làm. Lợi trước mắt kìa nha, đa số là phải lợi trước mắt ạ. Chứ kìa mình lợi về sau là ta thông thường chúng ta không làm. Vân vân và vân vân. Thỉnh thoảng như vậy, cái sự suy đoán, suy tính của người chúng ta, nhận thức của người chúng ta rất là giới hạn, chúng ta nhìn rất là gần. Và chúng ta hiểu biết cũng rất là gần, giới hạn lắm, không có thể nào mà so sánh với những cái gì mà nó cao siêu như thế giới thiên loại. Chúng ta phải thừa nhận là có thế giới thiên loại, chắc chắn. Và thưa đồng hương quý mến, thế thì chúng ta nghĩ như thế nào? Nghĩ như thế nào? Linh hồn chúng ta sẽ đi về đâu? Và con cái, con cháu chúng ta sẽ sống như thế nào? Và linh hồn của con cháu chúng ta sẽ đi về đâu khi mà thế giới nhân loại chấm dứt? Cáo chung đó,
mà nôm na nhân loại nói là ngài tận thế. Tận thế đây là tận thế của thế giới nhân loại. Vâng, ngày đó sẽ xảy ra. Đồng bào có để ý là ngày xưa đó, nhân loại đâu có nghĩ đến cái chuyện mà nào là bom nguyên tử, rồi nào là con người đặt cái xe lên sao Hỏa. Bây giờ lúc trước thì con người đáp xuống mặt trăng, rồi sau này con người chế tạo những chiếc xe, rồi bây giờ đang đáp xuống sao Hỏa, đang chụp hình kêu bằng lung tung sờ bàn lên đó. Nhưng mà tìm hiểu cũng chưa được bao nhiêu, nhưng mà thực tế là đã đáp xuống sao Hỏa. Thế thì thế giới thiên loại từ một cái từng giới, một cái vị trí nào đó ở cõi càn khôn, ví dụ như một hành tinh nào đó, thế giới đó sẽ đến qua địa cầu. Thí dụ như là đặt những cái tòa building thật là lớn từ trên hành tinh ở ngoài trái đất chúng ta đó, đặt xuống qua địa cầu, cũng giống như con người đặt những chiếc xe, đặt chiếc xe lên sao Hỏa, đặt đáp xuống sao Hỏa, đang ở trên làm việc trên sao Hỏa. Thế thì tại sao thế giới cao hơn chúng ta lại không có thể, hoặc là một thế giới nào đó ở ngoài lại không có thể đặt một chiếc xe ở một hành tinh khác ở ngoài đặt xuống ở địa cầu, cũng giống như chúng ta đặt chiếc xe lên sao Hỏa, xuống sao Hỏa. Hoặc là thế giới ngoài người ta đặt một cái tòa nhà lớn, một building lớn thật lớn từ hành tinh ở ngoài trái đất này đặt xuống ở địa cầu này, đặt xuống trái đất này. Why not? Tại sao không? Mình mới để đặt, mình hỏi ngược lại chứ. Con người mình làm được với sự hiểu biết con người mình rất là giới hạn, mà chúng ta đã đáp lên mặt trăng, mà chúng ta bây giờ đã cho xe chạy trên sao Hỏa. Thế thì thế giới thiên loại chắc chắn đã và sẽ và đang làm những việc vĩ đại tuyệt vời hơn con người chúng ta nhiều. Nói chi nội cái bản thể của người mình không đã thấy là tuyệt vời rồi. Thấy đứng tạo hóa tác tạo ra không? Từng cái bàn tay, từng cái lóng tay, từng cái mạch máu, chỉ máu, rồi kêu bằng lục phủ ngũ tạng trong người chúng ta. Làm việc rất là nhịp nhàng, hỗ trợ cho nhau. Tuyệt vời! Ai có thể đắc tạo ra một cái bộ phận tinh vi tuyệt vời như thế này trong vòng 9 tháng 10 ngày? Oh my goodness! Phải có người làm ra. Cũng giống như là cơm chín phải có người nấu, đúng không? Vâng, nhưng mà có nhiều người đó mà không muốn nấu, chỉ mà người ta năm ngón suối người ta làm, ra lệnh cho người ta làm, bắt người ta làm, hiểu không? Rồi bóc lột người ta, rồi độc tài, rồi hung dữ này kia, rồi trấn áp, đàn áp, rồi giết chóc người ta, hâm dọa người ta. Cái có những người sống như vậy, sốc chi khổ vậy. Sống vậy rồi sau này sống với ai? Sau này chết linh hồn sẽ bị nhốt chung với những người ác độc như thế. Thì khổ lắm. Nếu những người ác đó, sau này sau khi chết rồi linh hồn sẽ bị nhốt chung với người ác. Rồi sau đó bị nhốt chung với quỷ sa tăng, lửa nóng nhiều ngàn độ, ghê lắm. Tôi sẽ cho đồng bào coi những hình ảnh mà tôi chụp được trong lúc hướng dẫn đồng bào đồng hương bá tánh cầu nguyện đó. Tôi chụp được trên 10 phép lạ vĩ đại của Thượng Đế hiện ra trên mây để cảnh báo cho nhân loại, và đồng thời để dẫn dắt cho nhân loại làm cách nào để được cứu rỗi. Đã, chuyện này có thật nha. Cùng hai sấm lệnh đặc biệt nữa mới nhất của Thượng Đế ban cho nhân loại. Thì bây giờ mình nói chuyện rồi mình phải có dẫn chứng, phải không? Tôi làm việc rất là khoa học, bởi vì đương thời tôi là một lương y và tôi là một y sư nhạc sĩ. Tôi là một thiền sư, một y thiền sư, một y liền sư. Thành ra mình có trình độ. Đó là chưa kể mình có những kinh nghiệm được thế giới thiên loại dạy dỗ mình từ khi mình lên 3 tuổi ở tại miền Nam Việt Nam giữa ban ngày, nơi mình sinh ra ở miệt dòng sông Cửu Long đó. Tôi đã có dịp được học những bài học ban đầu của thế giới thiên loại của Thượng Đế Toàn Năng đó. Hiện ra với tôi giữa ban ngày tại miền Nam Việt Nam dạy dỗ tôi,
rồi biến trước mặt tôi luôn nữa. À, khi tôi lên 3 tuổi. Thành ra những sự việc này nó kinh nghiệm của mình được quyền san sẻ, ai tin không tin được quyền của người ta. Mình không có ép buộc ai hết. Nhưng mà tôi chỉ làm một phần việc bổn phận của mình. Bởi vì mình sinh ra mình may mắn là mình được Thượng Đế cho mình biết mình sinh ra để mình làm gì. À, cái đó là một cái diễm phúc con người chúng ta cần tìm tòi. À, mình sinh ra cuộc đời này để làm gì? Tiếng Mỹ nó là destiny, tức là tiếng Việt Nam dịch là cái gì? Tôi biết cái chữ Việt Nam dịch là gì, nhưng mà giờ nhiều chữ nghĩa quá quên hết rồi. Bây giờ muốn biểu tôi nhớ, tôi cũng không muốn nhớ nữa. Cái gì mình quên thì quên đi, rồi khi nào nhớ thì chợt cái Thượng Đế cho nhớ thì nhớ thôi, chứ đừng nghĩ tới. Nếu mình chưa biết mình sinh ra ở cuộc đời này để mình làm gì á, thì lúc đó mình còn mệt lắm. Chứ nếu mình được biết mình sinh ra cuộc đời này để mình làm gì thì lúc đó là đỡ lắm, đỡ mệt. Bởi vì cuộc đời này có nhiều việc quá, đủ thứ việc hết rồi. Mà đồng hương mình có biết là tất cả mỗi công việc của đàn ông đàn bà trong quả địa cầu này làm á, với mục đích gì? Make money, kiếm thêm tiền, hoặc là kiếm thêm quyền cao chức trọng, với mục đích gì? Mục đích để kiếm thêm tiền, kiếm thêm quyền lực, rồi đùng một cái rồi mình gây ra quá nhiều tội ác mà mình bị bó buộc vào tội ác mình luôn, thành một cái thói quen, thói hư tật xấu, độc tài rồi tham nhũng rồi hối lộ rồi lo đong đầy những túi thơm không đáy, ghê quá. Rõ ràng trước mắt chúng ta thấy. Bây giờ chúng ta có tin có thế giới cao hơn chúng ta không? Có bao giờ chúng ta kêu trời trong lòng chúng ta không? Trời ơi khổ quá, Thượng Đế ơi khổ quá, Chúa ơi khổ quá, Phật ơi khổ quá, ông bà tổ tiên ơi khổ quá, con khổ quá. Có. Kính thưa đồng hương quý mến, ngày hôm nay thì phải nói là tôi vui mừng là bởi vì sau một khoảng thời gian là làm việc dài đằng đẵng thì Thượng Đế giúp tôi, cũng như bởi cái công việc mà tôi đã làm và đang làm, cũng như học hỏi và cũng như được sự hỗ trợ của tất cả những gì xung quanh, của đồng bào, đồng hương, đồng bào nhân loại, tôi được cảm nghiệm và được nhận xét, cũng như được hưởng những cái kinh nghiệm thực tế của đời sống ở quả địa cầu, thì đương nhiên tôi được sự dẫn dắt của tất cả để mà đưa tôi vào một cái thế đứng, một cái lối nhìn thực tế là chúng ta con người nhân loại đang ở vị trí nào và chúng ta cần phải làm gì để được tồn tại. Tồn tại đây là sống trong tình thương yêu đời này và đời đời kiếp kiếp sau này. Khi mà tôi nhận diện được kết luận hiện tại chúng ta đang sống như thế nào, trong đó có tôi, của chúng tôi, thì tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc. Hạnh phúc của tất cả những gì xung quanh đã và đang và sẽ ban cho mình. Trong đó có Cha Trời Giê-xu tuyệt vời, hy sinh cho chúng ta được sống, thêm đầy ý nghĩa. Trong đó có hàng triệu 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 anh hùng chiến sĩ trận vong, hy sinh cho chúng ta được sống, thêm đầy ý nghĩa.
mà đa số những anh hùng chiến sĩ Đông Quân mình chết trẻ, mười mấy, hai mươi, hăm mấy, chết trẻ. Bởi vì những anh hùng chiến sĩ Đông Quân không có chọn lựa, họ là những người tiên phong, lệnh ra là họ phải kêu bằng chấp hành, và thỉnh thoảng thì gặp người chỉ huy là ác độc, độc tài, ích kỷ, kiêu ngạo. Chưa kể có những kẻ chỉ huy là u mê, thì sinh ra hung dữ. Rồi một cuộc là phải nói là đương nhiên có những sự hy sinh của những anh hùng chiến sĩ Đông Quân rất là đầy ý nghĩa, bởi vì thí dụ như họ phải bảo vệ gia đình tổ quốc của họ khi mà họ bị gia đình tổ quốc của họ bị xâm lăng, bị trấn áp, bị đàn áp, bị sát hại, bị giết chóc, bị đày đọ, thì đương nhiên họ phải đối đầu với những cái ác để họ bảo vệ gia đình tổ quốc của họ, thì đó là những sự hy sinh rất là cao cả. Còn phần những người mà đóng vai ác, họ là những người chiến sĩ mà họ không có sự chọn lựa, bởi vì lãnh đạo của họ là những kẻ gian ác, tội nghiệp không? Chúng ta hãy đúc kết lại, chúng ta thấy là những chiến sĩ không biết là từ cái mặt trận nào, từ cái phía nào, phải nói là họ tất cả là những anh hùng, bởi vì họ không có chọn lựa. Đó là lý do tại sao sau khi họ hy sinh thì Thượng Đế Toàn Năng đem những anh hùng chiến sĩ này, Trận Vong này, về chỗ nghỉ ngơi. Giờ đây Thượng Đế Toàn Năng cho quý ngài hiện ra trên mây. Tôi bảo đảm cùng đồng bào, nếu mà những ai có hình ảnh của anh hùng chiến sĩ Trận Vong, ví dụ như hình ảnh này nè, ở ngoài cũng như tôi đang nhìn nè, chứ coi trong phim nhiều khi nó không rõ, nhìn ở ngoài á, ở ngoài nhìn được hình ảnh này, đồng bào sẽ thấy từng nét một, từng chấm li ti một, rất là tuyệt vời và rất là phải nói là dũng mãnh và rất là đầy ý nghĩa và vô cùng cảm động và rất là hùng hồn vĩ đại. Chúng ta phải bởi vì phải mình phải nghiên cứu, mình phải coi hình thật ở ngoài đó, mình để ngoài sát mặt mình coi nè, mình coi từng chi tiết một nè, đó mình coi những cái chi tiết li ti một, mình mới thấy thật là vĩ đại. Thí dụ ở đây tôi nói là có ông rồng ở đây, đồng bào nhìn ở ngoài mới thấy rõ, còn nhìn đây là thấy chưa chắc gì đồng bào đã thấy, chưa chắc gì đồng bào thấy. Đồng bào cần phải có những hình ảnh này ở ngoài nhìn rồi học hỏi chiêm nghiệm rồi mới thấy. Đó, thí dụ tôi nói là bây giờ mình xây về hướng này, chúng ta thấy có một đầu rồng đang phun lửa, tôi không biết đồng bào có thấy không, nhưng mà nó nhìn ở ngoài là thấy mày gính lịch phía trên này có một đầu rồng vĩ đại kết tụ bởi nhiều đầu rồng, nhiều linh hồn anh hùng chiến sĩ trên đây đó nè. Tôi nói thật là vĩ đại vô cùng. Chúng ta phải nhìn ở ngoài chúng ta mới thấy, cũng như hình khuôn mặt Chúa Giêsu, chúng ta phải nhìn ở ngoài, mình có hình thật ở ngoài mình nhìn mình mới thấy. Mình phải nhìn ở nào là cái hình mẫu gốc như thế nào ha, đây là hình mẫu gốc nhá. Thí dụ như hình Chúa Giêsu đây ha, hình mẫu gốc, và một anh bên là hình dùng Photoshop làm màu đậm hơn. Chúng ta phải thấy ở ngoài mình mới nhìn thấy, rồi mình chiêm nghiệm, rồi mình mới thấy được cái nét vĩ đại, cái nét đẹp vô cùng tuyệt vời, và đồng thời chúng ta thấy được cái sự hy sinh của Cha Trời Giêsu như thế nào. Thí dụ như vậy, chúng ta phải nhìn thấy đó. Cũng như thí dụ mình hai hình ảnh của mặt Chúa Giêsu, hình ảnh anh hùng chiến sĩ Trận Vong tuyệt vời, chúng ta cần phải nhìn thấy ở ngoài, bên ngoài, để chúng ta nhìn, chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta tâm sự, chúng ta học hỏi, chúng ta cảm tạ, chúng ta dùng để đánh động lương tâm của chúng ta. Thưa đồng hương, có một số người thì chưa có biết việc làm của Hội đồng Cứu nguy Việt Nam, và sau này thì Thượng Đế ra lệnh bảo tôi phải gắn thêm một chữ nữa là Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và nhân loại, thì tôi bắt buộc lòng phải vâng lời thôi. Mình đâu dám cãi lệnh Thượng Đế, tôi là thuộc thành phần cứng đầu lắm, tôi cãi lệnh ngài nhé. Trong quá khứ tôi cãi nhiều lần lắm, mà mỗi lần cãi lệnh ngài thì tôi đương đầu với những tai nạn, phải nói là tích tắc là chết.
cả tôi và cả gia đình tôi, tích tắc là chết nhiều lần lắm. Đâm ra tôi sợ là sau này không dám nữa. Bây giờ lớn tuổi rồi đâu, mình học nhiều bài học kinh nghiệm rồi đâu dám cãi lệnh thượng đế. Cãi lệnh ai cãi, nhưng mà cãi lệnh thượng đế thì đừng nên. Thấy không? Mà thật sự là chúng ta trên cuộc đời giữa con người với nhau, mình gặp nhau mình làm việc giao thoa công bình bác ái, chúng ta chẳng cần cãi lệnh ai hết đó. Nghe không? Không cần. Chuyện đâu còn có đó. Còn cái việc mà thượng đế trao phó là bởi vì cái đó là cái việc mà chúng ta cần phải vâng lời, là bởi vì làm sao mà chúng ta hiểu biết được bằng thượng đế? Cái sự hiểu biết chúng ta giới hạn lắm, cũng giống như giữa con người và con vật vậy, như mình với con chó mình á. Sao mà con chó mình nó khôn hơn mình được? Nó trung thành hơn mình á. Có những lúc con chó nó trung thành hơn con người, cái chuyện đó mình công nhận có. Nhưng mà ngoài ra con chó nó đâu có khôn, nó đâu có quyền thế bằng con người. Con chó là mình muốn giết là mình giết, con thịt mình ăn luôn mà. À, mình muốn nuôi rồi mình nuôi, mình bỏ đói rồi bỏ đói, mình muốn giết rồi mình giết, dễ dàng đó. Đó. Lệnh của thượng đế, mình nói lệnh nha, quan trọng lắm. Lệnh của thượng đế thì phải nói là tuyệt vời, hữu ích, tuyệt vời, đầy ý nghĩa, tồn tại những gì mà tuyệt vời lắm. Thành ra chúng ta cần phải vâng lời. Đây mình đừng nói chuyện thích chi muốn ở đây, nghe không? Cần vâng lời thượng đế. Thích bây giờ, muốn bây giờ, hay mốt mình không thích, không muốn nữa. Ôi, nhưng mà thích chi muốn gây ra phiền toái đau khổ không à? Đồng bào để ý công việc của con người chúng ta làm trên quả địa cầu nè. Đủ thứ ngành nghề hết nha. Mưu sinh, kiếm thêm tiền, cất giấu đó, rồi mua đó, rồi để đó, đầu cơ tích trữ đó, rồi làm khổ với nhau, làm khổ nhân loại với nhau. À, tại vì không biết mà mình làm có nhiều tiền để làm gì. Cứ cất giấu ra. À, rồi gây tội ác, làm phiền chính linh hồn mình trước đó nha. Cùng lúc làm phiền tất cả những gì xung quanh, làm phiền cả càn khôn luôn, vì những cái sự tham lam việc làm của mình. Làm bao nhiêu cũng đủ, kiếm bao nhiêu tiền cũng không đủ. Bây giờ ta nói là những túi tham không đáy, rồi rốt cuộc tất cả những công việc mà chúng tham lam vì cái sự làm việc quá sức, cố ý của chúng ta kiếm tiền để làm gì, đầu cơ tích trữ đó, rồi công việc của nhân loại chúng ta biến thành những đống rác, thật là lớn. Thượng đế đã cho tôi nhìn từ ngoài nhìn vào, tôi thấy thượng đế cho tôi thấy công việc của đàn ông đàn bà trên quả địa cầu này á, làm đã đời rốt cuộc rồi những công việc đó biến thành những đống rác thật là lớn, tai hại vô cùng. Bởi vì làm bao nhiêu không đủ, sinh ra lo đong đầy những túi tham không đáy, rồi bị sụp bẫy tham lam, ích kỷ, kiêu ngạo, bủng xỉn, rồi sinh ra tội lỗi đủ thứ chuyện hết, làm phiền đủ thứ chuyện hết. Thưa đồng hương quý mến, mình chỉ nói một số vấn đề. Thật sự là tôi làm việc theo theo thiên điển, thành ra tôi không có ghi chép gì trước hết á. Thế giới thiên loại dạy dỗ mình và mở miệng mình nói, cũng như là đời sống hàng ngày của mình giao thoa, mình tiếp xúc, tiếp cận hàng ngày tất cả những gì xung quanh dạy dỗ cho mình. Và mình có một hướng thiện, thành ra thượng đế thương xót. Bởi vì khi mình làm việc thì thượng đế mở miệng mình nói, cũng như là ngài đã dạy tôi những bài học vĩ đại tuyệt vời lắm. Từ lúc tôi lên 3 tuổi giữa ban ngày tại miền Nam, ngài đã biến trước mặt tôi luôn mà. Giữa ban ngày tại miền Nam. Rồi sau này ngài đến với tôi bằng cách là cầu nguyện tôi thiền định trong giấc ngủ, khấn xin van xin ngài đến trong giấc ngủ dạy dỗ mình, ban sấm định cho mình, vân vân và vân vân, bằng cách đó. Chứ không dám gặp quyền năng của ngài giữa ban ngày giống như lúc còn bé nữa. Bởi vì lúc còn trẻ mình ít tội, chứ mình càng già càng lớn càng nhiều tội giống như vậy đó. Bởi vì sau này tôi được may mắn tiếp xúc cùng thượng đế bằng cách là cầu nguyện và thiền định, xin được gặp ngài trong giấc ngủ, ngài dạy dỗ, ngài đến ngài dạy dỗ tôi thường xuyên lắm, khi cần là ngài đến. Và thưa đồng hương,
Mình chỉ nói sơ qua về vấn đề tình hình thế giới và con người chúng ta. Thế thì bây giờ con người chúng ta đang đứng trước một cái cơ, phải nói là diệt vong. Và đương nhiên, sự việc đó con người không giải quyết được để cứu, tự cứu chúng ta. Chúng ta được quyền tự do quyết định làm gì đối với cuộc đời chúng ta, làm việc gì, mà làm việc sai, việc quấy, việc đúng hay là việc sai, việc phải hay là việc quấy, chúng ta được quyền chọn lựa, quyền tự do mà. Cái ảnh hưởng kết quả như thế nào là tùy theo việc tốt, việc xấu. Đó là quyền tự quyết của con người chúng ta được quyền. Nhưng mà khả năng của chúng ta thành công hoặc thất bại, hoặc là sự hiểu biết của chúng ta để đưa đến thành công, việc tốt lành hay không, thì chúng ta thật sự rất là giới hạn. Chúng ta không thể định đoán trước được sẽ xảy ra như thế nào, thành công cỡ nào, và chúng ta làm việc đó có được trôi chảy hay không, hoặc là bị gián đoạn, bị ngăn cản, vân vân và vân vân. Rồi thỉnh thoảng có những lúc chúng ta bị hủy diệt nữa. Bằng chứng trước mắt là con người đã tự hủy diệt nhau nhiều lần rồi, và tình hình con người thế giới bây giờ, thế giới con người đó đang đi đến con đường hủy diệt. Và đương nhiên thế giới nhân loại theo thời gian biểu của càn khôn của Thượng Đế toàn năng sắp xếp, thì con người phải lên lớp để sống cùng thế giới thiên loại, và thời điểm đó sắp xảy ra. Và đương nhiên con người bó tay không biết phải giải quyết như thế nào. Lúc này là lúc mà chúng ta chạy trông vào hồng ân của thế giới thiên loại, thế giới cao hơn con người mới giải quyết được. Giống như mình đi vượt biên đó, ra giữa biển lên đên 5-7 ngày gặp hải tặc thì được cái ôi giời ơi, kêu trời, kêu Chúa, kêu Phật, kêu ông bà tổ tiên mình, ôi giời, kêu phải nói là kêu thiếu điều trói chết luôn, kêu để mà trói chết mà. Biển trời bao la lúc đó mới thấy chúng ta nhỏ bé. Vô tới biển rồi bắt đầu làm ăn khá, khấm khá rồi cái bắt đầu chểnh mảng hách này kia, rồi cái coi thường người khác này kia, rồi cái bằng lo làm cái bằng tích trữ đầu cơ, tích trữ này kia, rồi đầu tư này kia, rồi cho có nhiều tiền nữa, đang dẫn dẫn mặt với người ta, chảnh với người ta. Tại sao khổ vậy? Tại sao khổ vậy? Mà rồi thế giới nhân loại sẽ chấm dứt, chắc chắn sẽ xảy ra. Bởi vì nhân loại đang trên đà tuyệt vọng. Nhưng phải nói là chúng ta đóng vai làm con cái của Thượng Đế, chúng ta may mắn quá. Bởi vì Thượng Đế đâu có bây giờ là cha mà, cha chung mà, cha mẹ cha chung mà. Đâu giờ Ngài để bỏ con cái của Ngài, nhất là những người hiền hòa, những người khổ sở, những người kêu bằng ước ao được sống kêu bằng hiền hòa hòa mình tồn tại cùng càn khôn. Hầu hết những người đó là những người hiền hòa, những người kêu bằng hướng thiện. Và sự chịu đựng của họ, sự đau khổ của họ, những người đau khổ, những người con cái đau khổ của Thượng Đế đã thấu đến Thượng Đế khi mà họ chứng tỏ cái sự đau khổ chịu đựng của họ và như những lời van xin của họ về những bất công áp bức, đã thấu đến đến đáy lòng của Thượng Đế. Và đương nhiên Thượng Đế sẽ hành xử chứ, đối với những con đứa con hiền hòa, cũng như để hành xử với đối với những đứa con hung dữ ác độc, ích kỷ, kiêu ngạo, tham lam, độc tài, sọc dưa, xỏ lá, cà chớn, mất dạy, hống hách, bon chen, chụp giật, bốc hốt, quờ quạng, chảnh, dởm, sắc sược, kiêu ngạo, lo đong đầy những thú tham không đáy. Tôi nói lên được những ngôn ngữ đó là tôi hiểu những trường hợp đó là như thế nào.
Tôi nghĩ rằng là cái bản lãnh đời sống cuộc đời này mình cũng có bản lãnh lắm. Sống đời này cũng lâu rồi, cũng sáo bó rồi. Kỳ này nè, chứ trước nữa mình đã đi ra lại quả địa cầu nhiều lần rồi. Mà đương thời mình là một lương y. Mà bây giờ là bây giờ đóng vai lương y cái bằng vân lệnh thượng đế trị bệnh linh hồn của người ta. Trị bệnh tâm thần, trị bệnh những con bệnh mà đầu cơ tích trữ, tham lam, ích kỷ, kiêu ngạo, độc tài này kia đâu. Thí dụ như là tư bản xanh, tư bản đỏ, sát mắc kịch, rồi cộng sản, rồi tự do quá trớn này kia đó cái. Lo động đầy những thứ tham không đáy rồi cái. Tôi đang đóng vai lương y để trị những căn bệnh đó. Chứ còn lúc trước và đương thời tôi là một lương y trị bệnh về da. Mà sẵn đây một hồi tôi sẽ giới thiệu cho đồng bào một vài cái mỹ phẩm tốt lắm. Hiểu không? Kêu bằng ở bên ngoài họ bán một bộ hai thứ, họ bán $300-400. Họ bỏ trong vô những cái hộp kia mà màu mè này kia có vẻ chảnh đi rồi cái. Rồi họ bán hai hộp thôi mà họ bán $400-500. Đó. Và trong cái đó tôi thì tôi biết chúng ta có thể mua khoảng chừng trên dưới $100. Chúng ta có một cái bộ kem thật là tốt. Nhìn khuôn mặt tôi là biết rồi. Tôi tuần lễ tôi xài có vài lần thôi, nhưng mà giờ này cũng là sáo bó rồi, trên sáo bó rồi, nhưng mà thấy cũng còn tươi, là bởi vì mình xài độ tốt chứ không có gì đó. Độ tốt của thượng đế ban cho mà. Ba những cái cây cỏ thảo mộc này kia rồi các cái botanical làm nên những cái sản phẩm tốt chúng ta có dịp dùng nha. Nhiều người nói là ôi trời sinh sao đã vậy rồi, để mặt mày xấu xí như Hà Bá, da chết nó đóng hàng năm, bao mỗi tháng đóng lên một lớp rồi chồng nhau, da thở không được. Rốt cuộc giống như da mình giống như ai bị bóp mũi mình, nó thở không được. Nó nghẹt rồi bắt đầu da nó xệ xuống, nó chằn cổ nó xấu rồi, nó nói trời sao sao đi vậy, tự nhiên thôi. Cái đó không phải tự nhiên. Cái đó là mình vô trách nhiệm với bản thể của mình. Sẵn đây tôi nói luôn, mình nói tới đâu mình làm tới đó đi. Đoạn hồi thì tưởng đấy quay lại thì mình nói chuyện gì mà quan trọng thì tiếp theo để cho đồng bào kêu bằng bây giờ giống như cái break vậy lại cho đồng bào nó đỡ boring chút xíu. Sẵn đây tôi giới thiệu cho đồng bào luôn. Đây là bộ kem, phải nói là một trong những bộ kem tốt nhất thời bây giờ. Một cái là xài cho ban ngày, cái xài cho ban đêm. Hoặc là khi mà đi ra ngoài ánh sáng mặt trời thì mình sức này lên ban ngày đó. Ban ngày, hoặc là phụ nữ thì ví dụ xài, thay vì xài make up, đánh phấn thì không cần đánh phấn. Xài kem này là mặt mày nó tươi tỉnh, nó sáng trưng à. Ban ngày đó, thấy không? Khỏi phải đánh phấn gì mất công. Còn phía bên đây đó là kem này là kem để tái tạo, giúp tái tạo làn da mới. Đàn ông chúng ta chỉ xài tuần lễ, xài hai lần hoặc ba lần được rồi. Nghe không? Còn phụ nữ thì có thể xài tuần lễ, có thể xài mỗi ngày. Tức là cần có 30 giây à, lấy chút xíu kem thoa mặt là dễ thôi. Xong. Cái ban ngày, cái ban đêm. Nghe không? Cái này ở ngoài họ bán, họ bỏ vô cái hũ kem, cái hũ họ làm màu mè cho nó dễ sang trọng quý phái, rồi họ bán một hũ $200-300, nghe không? Mà trong cái đó thì họ để khoảng chừng một ao rưỡi, còn cái này đó là ba ao mấy. Một bộ này đó, nếu mà họ sang sớt ra đó, họ để trong những cái hũ đẹp thật đẹp, họ bán $300-400, ít nhất là $300-400. Có những nơi họ bán $500 luôn. Còn ở đây chúng ta trên dưới $100. Vâng, kính thưa đồng bào quý mến, nói về y dược mỹ phẩm thì tôi xin phép được đi sâu thêm chi tiết một chút, bởi vì đây cũng là liên hệ đến ngành nghề lương y của mình. Trên mấy chục năm làm việc trị về bệnh da, chuyên trị về bệnh da, nhất là
da mụn, da nhăn, da nám, da sệ, phải nói là da xấu, thì tôi có quá nhiều kinh nghiệm. Tại vì trị những cái trường hợp phải nói là thật là nặng, phải nói là quá nặng luôn đó. Hôm nào có dịp tôi sẽ chia sẻ thêm về những cái trường hợp về căn những căn bệnh da mà bị quá nặng, và tôi đã phải nói là cứu giúp cho rất nhiều người trong quá khứ với tư cách là một lương y. Và thưa đồng bào, đồng hương quý mến của chúng ta, hồi nãy tôi có nói về vấn đề là tôi biết có một bộ kem thật là tốt, tức là so với thị trường thế giới hiện tại bây giờ đó, thì đây là một trong những vài bộ kem tốt nhất trên quả địa cầu. Thành ra đồng hương mình cần có để xài, bởi vì chúng ta cần có một cái khuôn mặt khỏe mạnh, phải nói là khỏe mạnh và phải nói là sáng sủa, tươi sáng, cũng như là săn chắc, tương đối là nhìn thấy khỏe mạnh và vui vẻ. Thì đây là một bộ kem, một trong những bộ kem dưỡng da, trị da tốt nhất bây giờ. Thì đồng hương có thể phụ giúp Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại làm việc bằng cách là ủng hộ Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại để chúng ta chuyên chở những hồng ân phép lạ cũng như những sấm lệnh quan trọng của Thượng Đế ban cho tất cả nhân loại, mà người Việt Nam của chúng ta có bổn phận chuyên chở và phân phát cho đồng bào bá tánh nhân loại ở khắp mọi nơi được biết và được có gấp. Thì tôi vừa được nghĩ ra một cái cách rất là thực tế để mà chúng ta có ngân sách để làm việc. Bởi vì mình kêu gọi đồng bào giúp mình cho tiền mình để mình làm việc chuyên chở những phép lạ đặc biệt này, cũng như hai sấm lệnh quan trọng của Thượng Đế ban cho nhân loại. Khó khăn quá. Thứ nhất á, là việc làm của chúng ta quá vĩ đại, quá, phải nói là quá hữu ích và quá vĩ đại và quá tuyệt vời. Đến cái độ mà thông thường chúng ta sẽ nghi ngờ, sẽ chối bỏ. Ôi, nó làm gì có những cái chuyện mà phép lạ hiện ra như thế này. Đó, bên đây là khuôn mặt Chúa Giê-xu, bên đây là anh hùng, khuôn mặt anh hùng chiến sĩ trận vong. Đó, rồi nhiều phép lạ khác nữa. Chúng ta, thông thường chúng ta sẽ nghi ngờ. Nói, ôi, đây là việc làm. Ông này ông nói chơi, làm những chuyện đó. Tuy nhiên, thực tế, đây là những sự thật đã hiện ra. Và người Việt Nam chúng ta có trọng trách là phân phát những kho tàng vĩ đại này đến cho tất cả nhân loại. Thành ra tôi đã làm việc liên lỉ lâu lắm rồi, cho đến từ ngày 29 tháng 8 năm 2009, khi mà khuôn mặt Chúa Giê-xu hiện ra, lúc mà tôi hướng dẫn đồng hương, đồng bào bá tánh cầu nguyện ở Đạo Anh Cổ Ti. Thì từ thổ đến bây giờ chúng ta làm việc càng mạnh hơn nữa, bởi vì những sự việc này do Thượng Đế ban cho và bảo chúng ta phải phân phát những hồng ân vĩ đại này đến cho nhân loại. Thành ra tôi phải làm việc, phải nói là xác đáng, cũng như hai sấm lệnh quan trọng nhất thời bây giờ mà Thượng Đế ban cho. Người Việt Nam chúng ta đã nhận lãnh được trước, và chúng ta cần phải phân phát cho tất cả mọi người. Và vì thế tôi phải làm việc rất là siêng năng, và phải nói là tất cả những gì tôi có là tôi dồn vào công việc này để làm việc. Và kính thưa đồng bào rất là quý mến, okay. cho tôi coi một phút nha. Thì thực tế đó, người ta nói là cái ngôn ngữ Việt Nam mình có những cái chuyện rất là mắc cười. Ví dụ như là ngôn ngữ Việt Nam mình bình dân nhưng mà nó mang nhiều cái ý nghĩa nó sâu xa lắm. Ví dụ như là ông bà mình nói là có, phải nói là ông bà mình nói là
có thực mới 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 mới, mới được được đạo. Nhưng mà trên thực tế đây chúng ta không không có làm việc gì về đạo hết á. Đạo thì có nhiều đạo lắm, đạo nào cũng đạo tốt, đạo làm lành đến dữ là từ tổ trời mà ra, thì đương nhiên là đạo nào mà dạy người ta làm lành đến dữ là điều tốt hết, từ một gốc mà ra, từ tổ trời mà ra thì tốt thôi. Nhưng mà trường hợp của chúng ta làm việc ở đây á, là Hội đồng Cúng Nguyên Việt Nam và nhân loại, ở đây chúng ta phân phát sấm lệnh mới nhất của Thượng Đế ban cho nhân loại. Ở đây chúng ta phân phát những hình ảnh phép lạ hiện ra trên mây để cảnh báo cho nhân loại, cũng như để dẫn dắt nhân loại. Mà ngày xưa mấy ngàn năm về trước đã nói trước là vào thời mạt kiếp, trước khi tận thế, thì có những phép lạ sẽ được tỏ hiện ra trên mây trời, trên mây, để cảnh báo cho nhân loại. Thì bây giờ những phép lạ này đã hiện ra và người Việt Nam chúng ta đã chụp được những hình ảnh này. Và tôi liên lũy làm việc, tôi nói tôi phải nói là tôi dùng tất cả những thời giờ quý báu của trời ban cho mình, cũng như những cái khả năng mà ngành nghề của mình mà Thượng Đế ban cho, nào là lương y, nào là y sư nhạc sĩ, thì tôi đã dồn hết để làm việc. Tôi soạn ra một số bài nhạc rất là tuyệt vời, tôi soạn theo theo thánh ý của thế giới thiên loại ban cho, cũng như soạn theo cái sự cảm nhận, sự đau khổ, khát khao hạnh phúc của con người chúng ta mong chờ. Tôi soạn ra những bài nhạc thật là tuyệt vời, nhạc cũng hay mà lời cũng hay. Đó, tôi sẽ chia sẻ cho đồng bào về những cái phần nhạc đó sau. Thì thưa thưa đồng bào, nhiều năm qua tôi làm việc tôi hy sinh nhiều lắm, nhiều lắm, nhưng mà không thấm gì đâu so với Chúa Giêsu, so với anh hùng chiến sĩ Đặng Vân, thì sự hy sinh của tôi không thua gì cả. Sự thật thì rõ ràng như đấy, nghe không? Thì vấn đề nó như vậy, mình xin tiền người ta nó kêu đòi mời đồng bào bá tánh đóng góp, khó khăn quá, tháng được vài trăm, phải không? Lâu lâu á, ngày xưa đó lâu lâu được ngàn, có những lúc được ngàn mấy, 2.000, mà lâu lâu mới có, nhiều khi cả năm trời mới có một lần người cho vậy, nghe không? Để mua thêm đồ nghề hoặc trả tiền rent này kia là cái, nhưng mà thật sự không thấm gì đâu á. Và đồng bào tưởng tượng như một một năm trời mà đồng bào quả tánh đóng góp được có 1-2 ngàn đô thì thôi, cái chuyện đó không thấm gì hết. Thành ra tôi hy sinh nhiều, Thượng Đế biết, và giờ lúc này thì tôi nghĩ được một cái cách, bây giờ mình phải thực tế là cái gì? Mình bán kem dưỡng da tốt cho người ta xài, mình kiếm chút đỉnh tiền lời để mình trang trải, để mình tiếp tục mình làm việc mạnh dạn hơn. Mình bán nhạc, mình bán một vài loại mỹ phẩm tốt, thật tốt mà mình biết, tại vì tôi làm nghề lương y về 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 trị da ra, tôi biết những cái đồ nào tốt mà bán đồ tốt mà giá rẻ nữa, xài có hiệu quả nữa, thì đương nhiên ai cũng cần. Rồi nhạc thì nhạc tĩnh tâm, ai cũng ước ao nghe nhạc. Khi mà lời nói không diễn tả được, lúc đó chỉ có nhạc hoặc là sự im lặng tĩnh tâm. Mà nhạc tôi sáng tác thì rất là tĩnh tâm. Thành ra tôi mới cầu nguyện, Thượng Đế ơi, bây giờ con xin tiền đồng bào, mời đồng bào đóng góp, kêu gọi đồng bào làm bổn phận của họ chứ không phải là xin họ. Mình nói thẳng luôn. Nhưng mà không ai tin hết. Đa số là chưa có muốn dùng thời giờ quý báu của họ để mà nghiên cứu về những phép lạ này, về những sấm lệnh này. Thì bây giờ con có kêu hoài người ta cũng chẳng khe. Lâu lâu có người giúp được 100-200, lâu lâu có người giúp được 500, lâu lâu có người giúp được 1.000, nhưng mà lâu lâu mới có. 1-2 tháng, mấy tháng mới có một lần. Nhiều khi cả năm mới có một lần. Thì thôi bây giờ mình hãy thực tế, tôi thực tế tôi xuống giờ. Có qua có lại mới 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 đặng lòng nhau, thì thôi bây giờ chương trình của mình tôi sẽ khám gia trị gia, cũng như là tôi giới thiệu loại mỹ phẩm tốt này để cho đồng bào bá tánh xài. Thì những ai mà
phải nói là cảm thấy cần chia sẻ công việc này đó, mà tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều cần, bởi vì Thượng Đế mời gọi tất cả chúng ta đồng hành với tôi để phân phát những hình ảnh phép lạ này và hai sấm lệnh mới nhất của Thượng Đế toàn năng ban cho nhân loại. Tất cả đồng bào nhân loại cần làm việc này, thành ra thì bây giờ đồng bào cứ làm việc với tôi bằng cách là bây giờ đi mua mỹ phẩm ngoài xài, không mua từ tôi thì cũng mua ở nơi khác. Mà mua ở nơi khác, tôi bảo đảm với quý vị, chưa chắc gì quý vị mua được đồ tốt nha, đồ tốt thật tốt như đồ này. Và chưa chắc gì quý vị mua được cái giá phải chăng như tôi trình bày. Một bộ này trên dưới $100, kể như $100 một bộ này. Tiền gửi chuyên chở thêm $20, tiền gửi tiền thuế nữa thêm $20 nữa, là kể như 120, nhớ không? Quý vị sẽ có, giúp quý vị sẽ có một làn da tươi sáng, khỏe mạnh, săn chắc. Chắc chắn điều đó. Còn nếu những ai xài rồi mà không vừa lòng đó, trả lại, không sao cả. Quý vị chỉ tốn tiền shipping khi trả lại, tức là chúng tôi sẽ deduct 20%, nghe không? Bởi vì phải tiền mà restart đó, cũng như là nó rõ ràng như vậy thôi, chứ không có gì hết. Nhưng mà tôi nghĩ rằng không ai trả lại đâu, bởi vì đồ thật tốt, mà giá rẻ nữa, giá phải chăng nữa. Chưa hết $120, nhưng đây là ở Mỹ đó nha. Còn nếu ở nước ngoài thì làm ơn gửi $150, bởi vì giờ ở ra nước ngoài tốn tiền lắm. Quý vị được một bộ kem thật tốt, trị da và dưỡng da, nghe không? Kem này là giúp tái tạo làn da mới và đồng thời trị mụn được luôn, cho thanh thiếu niên được luôn, nghe không? Rồi quý vị sẽ được một CD nhạc tĩnh tâm tuyệt vời, và trong đây có hình ảnh khuôn mặt Chúa Giêsu hiện ra, và phía trước là có hình ảnh sư tử nhà Chúa, The Lion of Judah. Sách Khải Huyền có nói về phần này. Chưa hết nha. Từ $120 cho đến $150, quý vị có một bộ kem thật là tốt, giúp cho quý vị có làn da tươi sáng, khỏe mạnh, săn chắc. Rồi có CD nhạc tĩnh tâm tuyệt vời, thiền định, cùng với hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giê-xu có phép lạ đi chung để bảo vệ chúng ta và gia đình chúng ta. Để trong khuôn đàng hoàng nha. Hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giê-xu có phép lạ đi chung, để trong khuôn đàng hoàng. Và phía sau bên này là hai bên. Một bên thì khuôn mặt Chúa Giê-xu có phép lạ đi chung, và một bên thì khuôn mặt anh hùng chiến sĩ trận vong có phép lạ đi chung. Để trong khuôn như thế này rất là safety, an toàn. Khuôn này thì khó bể lắm, bởi vì làm bằng mũ cao su mà loại tốt đó, thành ra sách đem đi đâu đi theo cũng được hết. À, quý vị tưởng tượng từ $120 cho đến $150, quý vị có một bộ kem thật là tốt và có hình ảnh khuôn mặt Chúa Giêsu để trong khuôn đàng hoàng. Hình ảnh khuôn mặt Chúa Giêsu có phép lạ đi chung, mà mỗi gia đình chúng ta cần phải có, mỗi nhà trên quả địa cầu cần phải có để bảo vệ chúng ta nhé. Vì thời mạt kiếp đang chuyển qua thời thánh đức, thế giới nhân loại sẽ chấm dứt, và chỉ có Cha Trời Giê-xu là đứng duy nhất mới có thể cứu chúng ta. Chỉ Cha Trời Giê-xu là đứng duy nhất mới có thể đuổi quỷ Sa-tăn ra khỏi nhà chúng ta, khỏi đời sống chúng ta. Và chỉ có Cha Trời Giê-xu là đứng duy nhất mới có thể giải tán thế giới cộng sản. Chứ hết, từ $120 đến $150, quý vị có một bộ kem thật tốt và có hình ảnh Chúa Giê-xu có phép lạ đi chung, và hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong có phép lạ đi chung, và CD nhạc tĩnh tâm thiền định tuyệt vời, không mất mát gì cả.
chưa hết nha. Quý vị nhận về, quý vị để trong nhà, quý vị cầu xin quý vị được bình an, thấy không? Kem xài da mặt tốt, khỏe mạnh, da tươi sáng, mặt mày tươi sáng, săn chắc, nhạc tĩnh tâm nghe thanh thản nhẹ nhàng. Và vì bất cứ lý do gì quý vị không thích, không muốn nữa, ôi nói kem này xài không tốt, ôi hình ảnh khuôn mặt Chúa Giêsu và khuôn mặt anh hùng chiến sĩ Trận Bông không có phép lạ gì hết, tôi cầu nguyện hoài mà không được bình an, gia đình tôi không được bình an, ôi nhạc thì dở quá, thôi tôi trả lại, chúng tôi sẵn sàng nhận lại, nhận lại tất cả. Quý vị chỉ tốn 20% tiền restart thôi, rõ ràng thôi, chúng tôi nhận lại. Tuy nhiên tôi biết chắc chắn không có ai trả lại hết. Lý do tại sao? Bởi vì hình ảnh khuôn mặt Chúa Giêsu thật sự có phép lạ đi chung để ban bình an cho quý vị và gia đình của quý vị được bình an. Hình ảnh khuôn mặt Chúa Giêsu có phép lạ để đuổi ma quỷ, đuổi quỷ ra khỏi đời sống chúng ta và khỏi gia đình chúng ta. Chưa hết, hình ảnh khuôn mặt cho trời Giêsu và hình ảnh anh hùng chiến sĩ Trận Vong có phép lạ dằn mặt bọn tư bản xanh, tư bản đỏ, và đương nhiên có phép lạ giải tán thế giới cộng sản cũng như giải tán thế giới tự do quá trớn. Đồng bào hiểu chữ tự do quá trớn là gì không? Tự do quá trớn là những người hồ đồ, ác độc, vô trách nhiệm, những kẻ hung dữ, những kẻ kêu bằng đó là tự do, mà tự do quá trớn rồi, tức là tự do không có trách nhiệm gì hết, đó là muốn làm gì làm, muốn hại ai hại, muốn độc tài thì độc tài, muốn bắt bớ ai bắt bớ, muốn trấn áp ai trấn áp, muốn hành hạ ai hành hạ, muốn cướp bóc ai thì cướp bóc, đó là tự do quá trớn, đó là việc làm giống như là cộng sản. Mình mới nói rõ mà, cộng sản là gì? Cộng sản là tự do quá trớn, tức là vô sản không có gì hết, đến qua địa cầu này trần truồng như nhộng, ở trên nữa thì răng, ở dưới thì dưới dế, ở dưới thì có củ cải hai quả lựu đạn, đó là đàn ông đó. Trên răng dưới dế, còn phụ nữ thì con gái thì có cái có gì cũng trần truồng, có con chim hả, còn phái nam thì có con, có dương vật, có tiếng Việt mình nói là có con cu. À, con cu dễ thương lắm, nít một con cu. À, trần truồng với nhộng có gì hết. Vô sản. Nhưng mà người cộng sản thì quản lý tài sản của người khác nha. Rồi quản lý ngay cả tư tưởng của người khác cũng bị quản lý luôn. Nguy hiểm quá. Cái anh chàng cộng sản này, các em cộng sản này hình như là hành xử giống như bọn quỷ sa tăng. À, tức là độc tài. Ờ, nguy hiểm quá. À, cái này là cái bọn tự do quá trớn nè. Cái bọn này là bọn quỷ sa tăng nè. Giống nhau. Hồ đồ, ác độc, vô trách nhiệm, lười biếng, độc tài, hung dữ, tham lam, ích kỷ, kiêu ngạo, sức sượt. Đó là bọn tự do quá trớn, đó là bọn cộng sản. Xem thiên, giống nhau y chang, chỉ khác cái nhãn hiệu thôi. Đúng không? Hình ảnh khuôn mặt cha trời Giêsu và hình ảnh anh hùng chiến sĩ Trận Vong có phép lạ để giúp cho những kẻ tự do quá trớn, cũng như để giúp cho những kẻ cộng sản có cơ hội cuối cùng để ăn năn sám hối. Hình ảnh khuôn mặt cha trời Giêsu có phép lạ đi chung và hình ảnh anh hùng chiến sĩ Trận Vong có phép lạ của cha trời Giêsu ban cho có thể giúp cho những người cộng sản và những người tự do quá trớn thức tỉnh mà mau mắn ăn năn sám hối gấp
khi mà họ còn có cơ hội, và chúng ta những người tự cho rằng có dịp may để phân phát những hồng ân phép lạ này để giúp những người cộng sản và giúp những người tự do quá trớn có dịp ăn năn sám hối, lập công chuộc tội, thì chúng ta là những người thật sự vô cùng may mắn, bởi vì chúng ta đã được cha trời thượng đế trọng năng ban cho một công việc vĩ đại nhất thời bây giờ cho đến ngày tận thế của thế giới nhân loại. Thế thì chúng ta đâu có mất mát gì đâu, chúng ta không mất mát gì hết. Người mà phân phát những hình ảnh phép lạ này và người nhận được những hình ảnh phép lạ này đều được hưởng lợi hết. Rõ ràng, rõ ràng. Bây giờ chúng ta có nhiều tiền, ôi, tiền tôi giờ nhà băng có 100.000 đô la, có 50-70.000 đô la, có vài ngàn đô la, hoặc là tôi có 1-2-3 căn nhà, hoặc là thậm chí có nhiều người tôi có hàng trăm triệu đô la, có những đứa nó có hàng tỷ đô la. Làm gì? Cất đó à? Cất đó đi xin lời. Cất đó, hoặc là nó muốn làm nhiều tiền, thêm nhiều tiền nữa. Mà trong công việc mà làm để kiếm thêm nhiều tiền, nó phải đạp người này, đạp người kia, nó trấn áp, nó bóc lột người này kia, nó giết linh hồn của nó. Khổ quá. Thì thôi, bây giờ dùng những đồng tiền mình đang có để làm việc quan trọng và vĩ đại nhất bây giờ. Đây là việc làm quan trọng nhất trên so với tất cả những công việc của con người đang làm từ bây giờ cho đến ngày tận thế. Phân phát hồng ân, cứu rỗi vĩ đại của cha trời thượng đế tổng năng ban cho tất cả nhân loại. Tất cả những người nào mà, những người mà xin tôi hình ảnh khuôn mặt Chúa Giêsu á, tôi tặng cho đó, họ đến đây họ thỉnh hoặc là họ gọi tôi gửi đến cho họ, tôi cầu nguyện cho họ và tôi ký tên nguyện xin Chúa Giêsu ban ơn cứu rỗi bình an đặc biệt cho người đó tên gì và gia đình họ, thì tất cả những người đó đều được hưởng hồng ân bình an cứu rỗi và đời sống của họ thay đổi khi mà họ đang ở trong những cái thế tuyệt vọng, thì họ đều được giải thoát bởi hồng ân cứu rỗi của cha trời Giêsu qua hình ảnh này. Hình ảnh khuôn mặt cha trời Giêsu có phép lạ đi chung đặc biệt như vậy. Ngài nhìn thẳng vào linh hồn chúng ta, Ngài nói chuyện với chúng ta. Nếu mà đồng bào để ý, đồng bào sẽ thấy khuôn mặt này đang nói chuyện với chúng ta. Nếu mà chúng ta lắng động tâm hồn, tâm sự cùng Ngài, thì Ngài nói chuyện với chúng ta rõ ràng như thế, chứ không phải là vu vơ mù mờ. Ngài nói chuyện với chúng ta. Cho vào coi luôn. Ngài nói chuyện với chúng ta. Khuôn mặt cha trời Giêsu có phép lạ đi chung. Ngài nói chuyện với chúng ta. Chúng ta có cần nói chuyện với Ngài không? Chúng ta có ước ao được nói chuyện với Ngài không? Hình ảnh này, hình ảnh đặc biệt cha trời Giêsu có phép lạ đi chung. Và Ngài sẵn sàng nói chuyện với chúng ta khi mà chúng ta định tâm cầu nguyện tĩnh tâm trước hình ảnh khuôn mặt của Ngài. Ngài lắng nghe những gì ta van xin, Ngài lắng nghe và Ngài sẽ ban cho chúng ta những gì chúng ta cần trong đời sống chúng ta để được bình an trong tâm hồn của chúng ta. Và Ngài là đứng duy nhất có thể đem chúng ta về sống cùng thế giới thiên loại khi mà thế giới nhân loại chấm dứt. Tôi có dịp may mắn ôm ảnh tượng thánh giá đặc biệt này cầu nguyện, hướng dẫn đồng bào bá tánh cầu nguyện ở tại On Cao Ti, và lần lượt nhiều phép lạ vĩ đại đã hiện ra trên mây. Trong đó
hình ảnh phép lạ vĩ đại nhất mà Cha Trời Giêsu cho hiện ra là hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu có phép lạ đi chung. Đây là hình chúng tôi dùng Photoshop làm màu đậm hơn. Còn phía bên này, đồng bào sẽ thấy hình ảnh màu gốc chụp như thế nào, chúng tôi in ra như thế. Tôi cho đồng bào coi luôn để đồng bào ít phần thắc mắc. Một bên là hình màu gốc chụp như thế nào, in ra như thế. Một bên là dùng Photoshop làm màu đậm hơn để cho chúng ta, ai mắt kém có thể xem chi tiết rõ ràng hơn. Đồng bào thấy rõ ràng. Thấy chưa? Chỉ cần 100, từ 120 đô la cho đến 150 đô la, đồng hương sẽ phụ tôi, phụ chúng tôi, phụ Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại để chúng ta cùng nhau đóng góp làm việc chuyên chở và phân phát hồng ân vĩ đại của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại. Tất cả mọi người trên quả địa cầu cần biết về những phép lạ này và cần biết về hai sấm lệnh mới nhất của Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại. Mỗi gia đình trên quả địa cầu cần có hình ảnh của khuôn mặt Cha Trời Giêsu có phép lạ đi chung. Và hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong có phép lạ của Cha Trời Giêsu ban cho để cảnh báo và cảnh cáo nhân loại là hãy sám hối và phải biết trân trọng sự hy sinh của Cha Trời Giêsu và của hàng triệu 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 anh hùng chiến sĩ trận vong trên khắp mặt trận trên quả địa cầu từ cổ chí kim. Chúng ta không mất mát gì hết. Chúng ta chuyên chở. Và nếu những người nào mà thông minh hiểu biết, bởi vì quý vị trong số đồng bào chúng ta, đồng bào nhân loại có những người kêu bằng làm ăn kêu bằng nhiều, kêu bằng kế sách để mà làm giàu. Có những người có nhiều tiền lắm. Bây giờ quý vị làm cách nào để chuyên chở những kho tàng vĩ đại này đến cho nhiều người được nhận lãnh? Nhờ đó mà quý vị sẽ nhận lãnh được nhiều hồng ân vĩ đại của Thượng Đế ban cho quý vị. Quý vị hãy dùng đồng tiền của quý vị. Thấy không? Gọi mấy cái đài phát hay đài ABC hay đài CNN, những cái đài nào truyền thông truyền hình mà lớn đó, trả cho họ 5-3 triệu đô la, thấy không? Vài chục triệu đô la để họ chuyên chở, họ nói về những phép lạ này, cũng như để mà chúng ta phân phát, làm cách nào để phân phát những hình ảnh phép lạ này và hai sấm lệnh quan trọng này đến cho nhiều người được biết. Bởi vì chúng ta có trên 7 tỷ người trên quả địa cầu. Quý vị biết, quý vị dùng những đồng tiền đó, quý vị làm những cái việc như vậy đó, thì nhiều người ta sẽ được lãnh nhận hồng ân vĩ đại của Thượng Đế. Thì quý vị là những người đóng cái vai mà lập công chuộc tội, mà vô tình quý vị lại có dịp lập công bồi đức. Oh my goodness, tuyệt vời. Thay vì quý vị giàu có nhiều quá, quý vị phải nói là không nhiều thì ít, quý vị ích kỷ, lo đông đầy những túi thân không đấy, thì quý vị mới thực sự giàu sụ chứ, đúng không? Đó là bằng chứng để kết án tội lỗi của quý vị. Thì giờ đây quý vị dùng những đồng tiền đó để quý vị lập công chuộc tội, rồi may mắn thay, vô tình thay, quý vị lại có dịp lập công bồi đức. Vì quý vị dùng những đồng tiền kêu bằng ích kỷ, kêu bằng đóng, quý vị dành dụm, kêu bằng giàu quá là phải ích kỷ mới giàu chứ. Rốt cuộc quý vị dùng những đồng tiền này để lập công bồi đức, cùng lúc với quý vị lập công chuộc tội. Bởi vì chúng ta chết, chúng ta sâu đem đồng không có đem gì theo được hết á, mà ngược lại những đồng tiền chúng ta đầu cơ đích tích trữ đó, đó là những cái bằng chứng để kết án chúng ta. Nguy hiểm vô cùng, nguy hiểm lắm.
sẵn đây tôi cho đồng bào nhân loại coi luôn hình ảnh mà những người giàu có ích kỷ kiêu ngạo đó. Giàu có, quá giàu có là phải ích kỷ, phải kiêu ngạo mới giàu có được. Thì sau khi chết, linh hồn của những người đó sẽ bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt như thế này. Kinh hoàng lắm. Thấy không? Mặt mày la hét, nóng quá, lửa xanh như vậy thì nóng lắm. Hình ảnh này hiện ra trên mây và Thượng Đế bảo tôi phải chụp những hình ảnh này và mau mắn thông báo, cảnh báo cho đồng bào nhân loại khắp mọi nơi được biết và kêu gọi đồng bào nhân loại hãy sám hối, lập công chuộc tội, nhất là những kẻ giàu có. Rồi khi lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt như thế này, nhiều ngàn năm như thế này, linh hồn mặt mày biến thành mặt quỷ Satan, xấu quá à, nhìn nè, ghê rợn quá, ghê rợn quá đồng bào nhân loại ơi, quá ghê rợn. Một hồi nữa tôi sẽ cho coi chi tiết thêm vào đoạn cuối chương trình ngày hôm nay. Sẵn đây thì đó, thì bây giờ đồng bào, đó là một cái cách mà đồng bào có thể thực tế nhất giúp Hội đồng của Nguyên Việt Nam và nhân loại chuyên chở những sấm lệnh này, những phép lạ này đến cho tất cả mọi người trong Hội đồng được biết. Cùng lúc những ai mà có nhiều kế sách khác nhau, có nhiều tiền, nhiều tài sản khác nhau, hãy tự nghĩ cách làm cách nào để chuyên chở những phép lạ này đến cho tất cả mọi người. Quý vị có thể liên lạc với tôi qua email faithgodjesuschrist.com, hay là nghĩ cách nào đó, mua CD, mua nhạc tĩnh tâm, mua hình ảnh từ tôi ký tên ra, càng tốt thôi, rồi quý vị phân phát lại cho nhiều người, copy lại phân phát cho nhiều người, hoặc là trả trực tiếp cho những đài truyền hình, truyền thông, báo chí, những đài lớn đó, để họ nhập cuộc, họ tìm tòi, học hỏi, họ nghiên cứu, họ điều tra, họ đem ra ánh sáng. Rồi khi sự việc xảy ra, đồng bào biết chuyện gì xảy ra, những đài truyền thông khác họ sẽ nhào vô, họ giành giật sang tin vĩ đại, hiện thực, có thật. Thì lúc đó là chúng ta cũng chẳng cần phải tốn tiền nhiều nữa, bởi vì giới truyền thông họ sẽ săn những tin mới. Mà thậm chí có những giới truyền thông họ rất sợ về những cách lạ này, bởi vì hầu hết những tay mà chủ tịch tập đoàn, chủ tịch truyền thông trên truyền hình trên thế giới toàn là những kẻ giàu có, ích kỷ và rất là kiêu ngạo. Và đó là chuyện của họ. Còn chuyện của chúng ta, những ai có tiền mà ước ao được lập công chuộc tội hoặc là lập công bồi đức, thì đây là cơ hội chúng ta trả tiền cho họ. Thì đương nhiên là họ sẽ đưa những phép lạ này lên để mổ xẻ, để thông báo cho nhiều người được biết. Vậy đó, trả tiền cho họ mà. Thì đây là phải nói là thưa đồng hương, thưa đồng bào nhân loại, Thượng Đế đo lòng mỗi chúng ta. Tùy sức, tùy khả năng của mình, tùy phương tiện của mình sẵn có, mình làm việc, Thượng Đế đo lòng mình, chứ không phải là nói ô tôi có ít tiền quá là tôi không muốn nhập cuộc, tôi không muốn làm. Không, mình có ít mình làm ít, mình làm bằng khả năng của mình. Ít quá thì không sao đó. Nghèo quá không có tiền, làm ơn liên lạc với tôi tìm cách tôi gửi hình ảnh khuôn mặt Chúa Giêsu có phép lạ đi chung và CD nhạc tĩnh tâm đến cho quý vị miễn phí luôn, mà cho tôi có thời gian để tôi kiếm tiền để tôi gửi tới nha. Nhưng mà phải thật sự là nghèo thật nha, chứ mà gian dối là Thượng Đế biết á. Đừng dẫn mặt với Thượng Đế, đừng dẫn mặt với triệu anh hùng chiến sĩ trận vong, và nhất là đừng dẫn mặt với Chúa Giêsu, Ngài biết tất cả. À, thật sự nghèo cho tôi biết, tôi tìm cách tôi gửi đến tận tay, nghe không? Còn những người nào mà khả năng mình có nhiều xài nhiều, giờ tôi không có tiền nhiều nhưng mà tôi có đủ tiền, có đủ 120 hoặc 150, tôi mua bộ kem dưỡng da tốt nhất bây giờ và làm ơn gửi cho tôi hình ảnh Chúa Giêsu để trong khuôn đàng hoàng, hình ảnh có phép lạ đi chung nha. Ông làm ơn ông thánh giống ký tên dùm. À, viết vài chữ nha, ký tên dùng, ít nhất cũng phải ký tên. Tôi ký tên là lúc đó tôi cầu nguyện cho quý vị đó, quý vị sẽ được bình an, gia đình sẽ được bình an.
sẽ vượt qua những khó khăn đang gặp phải và cả một đường rộng thênh thang đầy đầy ánh sáng hy vọng. Tôi ký tên cùng lúc đó là lúc tôi cầu nguyện đó. Phía sau hình ảnh khuôn mặt Chúa Giêsu hoặc là phía dưới hình ảnh khuôn mặt Chúa Giêsu. Nói bây giờ tôi đâu có tiền nhiều đâu, thôi Thánh Giống ơi làm ơn gửi cho tôi bộ cam với hình ảnh Chúa Giêsu và CD nhạc tĩnh tâm, tôi có 120 nè, hoặc là 150 nè. Thì trong cái 120-150 đó thì tôi được lời, có thể tính ra này được lời khoảng 5-30, nhiều lắm là 50, hoặc trung bình khoảng 30, mình nói thẳng như vậy. Chi phí cả cái rồi còn cỡ đó, lời được khoảng chừng 30. Để gì? Để mình làm việc, tiếp tục làm việc cho mạnh mẽ hơn. Thượng Đế đó Long Minh mà kho tàng Ngài đã ban cho rồi, vĩ đại nhất, và chúng ta cần phương tiện, cần chuyên chở, đó là chi phí đó, thưa đồng bào, thưa đồng bào nhân loại, thưa đồng bào Việt Nam của mình. Hiểu không? Còn những ai giàu có quá, thí dụ như là cái đám mà đầu cơ tích trữ stock market rồi kêu bằng giật nhà giật đất của người Việt Nam mình ở Việt Nam hay là trên thế giới, những cái mà đầu cơ tích trữ giàu có, hay là những kẻ cộng sản mà nhận tiền của tàu cộng rồi bán đất bán dân bán biển rồi kia rồi cái rồi hối lộ rồi cho mướn đất 50-70 năm, cũng như là dàn cảnh là mượn tiền ngân hàng thế giới, bây giờ Việt Nam nợ quá chừng nợ, rốt cuộc lấy những bọn những đám cộng sản lấy tiền chuyển đến nước ngoài giật hết này kia rồi, như là giật người dân rồi rốt cuộc này cái tiền nhiều lắm. Bây giờ dùng những đồng tiền đó để lập công chuộc tội đi, thưa quý vị. Dùng những đồng tiền đó để lập công bồi đức đi, hiểu không? Khi mà quý vị còn có cơ hội. Lời nhắn nhủ này là cho tất cả những người giàu có tiền, dư dật đó, của cải. Đừng có cất, đừng có kêu bằng đào xới nữa, đừng có đào xới công việc mình để làm thêm tiền để làm gì? Trong khi tiền mình có quá nhiều rồi mà mình không có xài gì hết. Không có xài cho những việc kêu bằng thật sự hữu ích, tốt lành. Ví dụ việc mà phụ giúp Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại phân phát những hồng ân vĩ đại này đến cho tất cả mọi người trong quả địa cầu. Đó là việc quan trọng nhất, giá trị nhất thời bây giờ cho đến ngày tận thế. Tại sao mình không làm những việc đó, những việc này? Mà mình để tiếp tục kêu bằng đào xới vào những công việc ác độc của mình. Ích kỷ kiêu ngạo rồi độc tài này kia đồ, ăn cướp ăn giật này kia đồ, có giấy tờ mưu mô này kia đồ, cái giành giật này kia đồ, đàn áp rồi cướp bóc rồi tham nhũng này kia đồ, cái mình chôn vùi linh hồn của mình giống như là mình cột một cục đá 1000 cân rồi tự động mình nhảy xuống biển chìm liễm chết luôn. Nhưng mà linh hồn của mình á, đâu phải là lúc mình chết rồi linh hồn mình được rảnh đâu, không có. Linh hồn sẽ bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt. Linh hồn của mình sẽ bị nhốt chung với những kẻ lười biếng, ích kỷ, kiêu ngạo, độc tài, tham nhũng, hối lộ, ác độc. Bị nhốt chung với nhau hàng ngàn năm trước khi được Thượng Đế toàn năng xét xử. Ghê rợn quá. Ghê rợn quá. Kính thưa đồng hương quý mến, rất thực tế. Và tiếp theo, làm ơn cho tôi uống một hốc nước rồi chúng ta sẽ tiếp tục chương trình ngày hôm nay. Giờ này, wow, my goodness, giờ này cũng là giờ này là quá 12 giờ, giờ khuya, giờ ở Cali rồi. Bây giờ ở Việt Nam là kể như là my goodness, ở Việt Nam bây giờ là bước qua ngày 18-19 rồi, bây giờ là bước qua ngày 18 Tây, 17 chứ đâu, 18 Tây ở tại Cali, thì ở Việt Nam là kể như là 19 Tây à. Oh my goodness, lẹ thế. Kính thưa đồng hương quý mến, sau đây tôi cần chia sẻ một phần quan trọng lắm, mà chúng ta cần được biết khẩn cấp.
Đồng bào có biết là người Việt Nam chúng ta đã dùng nhiều phương kế khác nhau để giải tán thế giới cộng sản. Và chúng ta đã hy sinh rất nhiều, quá nhiều luôn. Đó là chưa kể những người cộng sản ở Việt Nam, cộng sản Việt Nam đã bị bọn cộng sản thế giới, bọn quỷ Sa Tăng lường gạt, ép buộc, hy sinh quá nhiều. Và rồi hiện tại bây giờ thì đang bị kìm kẹp bởi thế giới cộng sản, và nhất là bởi bọn quỷ Sa Tăng, đó là bậc thầy của cộng sản, những kẻ lo đong đầy những túi tham không đáy, tiền tài quyền lực thế gian xảo. Và gần đây nhất, nguy hiểm nhất là Tàu Cộng, Trung Cộng đang khống chế đầy đọ, đàn áp. Bởi vì họ muốn chiếm đoạt dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta. Và họ có những kế sách là sẵn sàng giết sạch đàn ông trai tráng thanh niên Việt Nam. Họ chỉ muốn giữ lại phụ nữ, phái nữ để làm, bắt làm nô lệ cho chúng. Bởi vì Trung Cộng thiếu hàng 200-400 triệu phụ nữ. Bởi vì chính sách ác độc của họ bấy lâu nay. Và thưa đồng hương quý mến, bao nhiêu sự đau khổ dân tộc Việt Nam chúng ta đã bị đầy đọ hàng bao nhiêu ngàn năm nay, cho đến bây giờ càng ngày càng khốc liệt. Và người Trung Cộng đang đánh những trận sau cùng để hủy diệt Việt Nam chúng ta, có nghĩa rằng là xóa sổ đất nước Việt Nam chúng ta, có nghĩa rằng là giết sạch đàn ông phái nam Việt Nam chúng ta khi mà họ chiếm trọn đất nước Việt Nam chúng ta. Chúng ta có những phương pháp, kế sách nào nữa của thế giới nhân loại chúng ta để giải quyết vấn đề này? Hay là chúng ta đã và đang bó tay trước sự hung hãn, ác độc của thế giới cộng sản, Sa Tăng, Trung ương Đảng Cộng sản, Tàu Cộng, Trung Cộng? Chúng nó đã bắt Đảng Cộng sản Việt Nam làm nô lệ cho chúng bởi những đồng tiền chúng tung ra mua chuộc Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với những hứa hẹn và hăm dọa đủ thứ chuyện. Và rồi người Việt Nam chúng ta đấu tranh tranh đấu, hy sinh quá nhiều, và hiện tại đang đấu tranh tranh đấu rời rợp, rồi tất cả đều bị chúng bắt. Và kể như cuộc đời bị đầy đọ, bị mất đi rất nhiều thời giờ, thời gian quý báu của tuổi thanh xuân trung niên. Và rồi đến giờ phút này chúng ta vẫn gào thét từ tận đáy lòng của mỗi con người Việt Nam chân chính của chúng ta. Chúng ta làm cách nào để giải quyết?
giải quyết vấn nạn mà đất nước, nhất là dân tộc Việt Nam chúng ta sắp sửa bị xóa sổ trên quả địa cầu bởi bọn Trung Cộng hung hãn, u mê, ác độc, hung dữ. Sức người có hạn, thưa đồng bào Việt Nam quý mến của chúng ta, chúng ta đã bó tay với tất cả những kế sách của con người, kế sách của nhân loại. Bởi vì chúng ta đã và đang đối diện với bọn quỷ Satan. Thế giới cộng sản là đệ tử của quỷ Satan. Và bây giờ bọn quỷ Satan hung hãn nhất bây giờ là bọn Trung Cộng. Bởi vì bọn Trung Cộng là đệ tử ruột của quỷ Satan. Đồng bào thấy nè, quỷ Satan đã chiếm đoạt Trung Cộng rồi. Nhìn nè, hình ảnh Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cho tỏ hiện ra trên mây. Đồng bào thấy đất nước Trung Cộng nằm trọn trong đây. Đây, đất nước Trung Cộng đây. Tôi đi vào chi tiết cho đồng bào coi luôn. Đồng bào nhìn ngắm nha. Rồi tôi sẽ đi vào chi tiết. Đồng bào thấy đất nước Trung Cộng nằm ở đâu chưa? Thấy chưa? Bây giờ tôi chỉ cho đồng bào coi nha. Tôi chỉ cho đồng bào coi đất nước Trung Cộng nằm ở đâu. Đồng bào nhìn kỹ nha. Đây là mặt mũi Satan đây nè. Mắt, mũi, miệng. Đất nước Trung Cộng đã bị bọn quỷ Satan chiếm đoạt. Và ban đại diện của bọn quỷ Satan ở tại Trung Cộng là Trung ương Đảng Cộng sản Trung Cộng. Thấy mặt quỷ Satan không? Phía bên này là nước Nhật Bản. Thấy cái hình bản đồ Nhật Bản không? Đây nè. Bản đồ Nhật Bản nè. Còn đây là bản đồ Trung Cộng và Bắc Hàn. Đây là đất nước Trung Cộng. Phía trên này đồng bào thấy một đầu rồng. Mà thấy đầu rồng vĩ đại. Thấy hai con mắt ông rồng không? Cái đầu ông rồng đây nè. Là sẽ thấy nước. Mà đồng bào thấy đây là hình ảnh nước biển không? Nước biển dâng tới mây. Phía trên này là một phần đất Nga Xô trên này. Đây là miền Đông Bắc Á Châu. Hình ảnh này đã hiện ra trên mây trong lúc tôi hướng dẫn đồng bào bá tánh cầu nguyện ở tại Bô Gia. Đồng bào thấy những hình ảnh đó là báo hiệu gì? Điềm báo gì? Đồng bào có học hỏi được gì không? Đồng bào đã học hỏi được những gì với những hình ảnh đó? Kính thưa đồng bào, đây là hình ảnh động đất tsunami. Nước biển sẽ dâng tới mây. Phải nói là dâng cao lắm. Thấy sóng biển không? Nước biển không? Đây là đất nước Trung Cộng, Bắc Hàn. Thấy cái đầu quỷ Satan không? Hai con mắt nè. Mũi, miệng há hốc ra đây nè. Còn đây là bản đồ Nhật Bản nè. Còn đây là một đầu rồng nè. Thấy đầu rồng là sẽ có nước. Còn đến đây là một vùng đất Nga Xô trên này một phần.
Cái vùng này sẽ có động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây. Còn phía dưới này là Phi Lực Tân, vùng này đang tranh chấp cũng có đầu quỷ chỗ này nè. Còn Việt Nam ở hướng này. Việt Nam sẽ được Cha Trời Giêsu cứu rỗi đất nước Việt Nam, đồng bào Việt Nam chúng ta. Bởi vì chúng tôi đã chụp được hình ảnh đất nước Việt Nam nằm trọn trong hình Chúa Thánh Thần, tức là chim bồ câu. Tôi sẽ cho đồng bào coi vào phần cuối chương trình ngày hôm nay. Đây là hình ảnh màu gốc chụp như thế nào, chúng tôi in ra như thế. Phía bên này chúng tôi dùng Photoshop làm màu đậm hơn để cho ai mắt kém có thể xem chi tiết rõ ràng hơn. Đồng bào coi cho rõ. Thấy đầu rồng lên đây không? Hai con mắt đây nè. Thấy rồng là thấy có nước, nước biển dâng tới mây. Còn đây là đầu quỷ Sa Tăng nè. Hai con mắt ở đây nè, mũi, miệng, há hốc đây nè. Còn đây là bản đồ Nhật Bản, nước Nhật nè. Phía dưới này đồng bào thấy một cái đầu quỷ đi đi mình, đầu quỷ dưới này nè, có sừng nữa nè. Dùng tranh chấp Biển Đông nè. Đây là Phi Lục Tân rồi, Trường Sa, Hoàng Sa rồi đó. Bọn bọn Trung Cộng là nó chiếm ở đây mà. Đồng bào thấy rõ chưa? Coi lại hình màu gốc. Chụp như thế nào, chúng tôi in ra như thế. Thưa đồng bào thương mến, thưa đồng bào rất là quý mến. Hồi đầu chương trình ngày hôm nay thì tôi nói là tôi cần thông báo cũng như san sẻ chia sẻ cùng đồng bào một số những tin vui. Thì tin vui quan trọng nhất là hình ảnh khuôn mặt Chúa Giêsu hiện ra có phép lạ đi chung. Mỗi gia đình trên quả địa cầu cần có hình ảnh khuôn mặt Chúa Giêsu có phép lạ đi chung để bảo vệ chúng ta và gia đình chúng ta, cũng như cần được biết hai sấm lệnh quan trọng nhất thời bây giờ cho đến ngày tận thế của thế giới nhân loại. Rồi kế đến nữa là một vài tin vui nho nhỏ, tức là quý vị thỉnh những phép lạ này để bảo vệ gia đình quý vị, thì quý vị phụ giúp Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại để làm việc, thì quý vị sẽ được lãnh nhận một bộ kem dưỡng da trị da tốt nhất thời bây giờ, và quan trọng nhất là được hình ảnh Chúa Giêsu có phép lạ đi chung để trong khuôn đàng hoàng, và hình ảnh anh hùng chiến sĩ Trần Vong để trong khuôn đàng hoàng, và CD nhạc tĩnh tâm, đó là kem dưỡng da và CD nhạc tĩnh tâm là những cái niềm vui nho nhỏ để có qua có lợi khi mà đồng bào giúp Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại làm việc. Và bây giờ tôi tiếp theo thì tôi trình bày và chia sẻ cho đồng bào biết một tin vui quan trọng lắm, quan trọng, rất là quan trọng mà Cha Trời Giêsu đã ban cho. Đó là việc Ngài đang làm việc để cứu đồng bào Việt Nam chúng ta cũng như cứu đất nước Việt Nam chúng ta nói riêng, và cũng như Ngài đang làm việc để cứu rỗi nhân loại. Đó là Ngài sẽ nắn quả địa cầu lại để chặn đứng chiến tranh nguyên tử. Và khi Ngài nắn quả địa cầu lại thì sẽ có động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây. Và khu thiệt hại nặng nề nhất là tại đất nước Trung Cộng. Bởi vậy, hình ảnh quỷ Satan hiện ra rõ ràng và nước biển hiện ra dâng cao tới mây luôn. Đất nước Trung Cộng có thể ít nhất là phân nửa đất nước Trung Cộng sẽ bị nhận chìm xuống biển nước, cũng như Bắc Hàn và cũng như một phần đất Nga Xô bị thiệt hại nặng nề lắm, cũng như Nhật Bản cũng thiệt hại nặng nề không kém đâu. Khi sự việc này xảy ra,
đất nước Việt Nam chúng ta sẽ được cha trời Giê-xu cứu, bởi vì hình ảnh Ngài đã cho hiện ra đất nước Việt Nam chúng ta nằm trọn trong chim bồ câu, tức là Chúa Thánh Thần. Tôi sẽ cho đồng bào coi vào đoạn cuối chương trình ngày hôm nay. Để bước qua ngày mới rồi nha, bữa nay làm việc hơi nhiều đó. Chúa ra lệnh là phải chấp nhận thôi. Và thưa đồng bào, khi động đất tsunami nước biển dâng tới mây như thế này, lúc này là lúc chỉ có cha trời Giê-xu là đứng duy nhất mới có thể cứu chúng ta mà thôi. Lúc này là lúc mà cha trời Giê-xu là đứng duy nhất mới có thể cứu nhân loại. Chúng ta đã sẵn sàng chưa? Khi những sự việc này xảy ra, chúng ta, mỗi gia đình người Việt Nam cần biết về việc làm Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại. Để chi? Để đồng bào Việt Nam chúng ta cần nhận lãnh hình ảnh khuôn mặt Chúa Giê-xu có phép lạ đi chung để bảo vệ gia đình chúng ta. Chúng ta hãy chuẩn bị từ bây giờ, đừng có chờ đến lúc mà nước đến chân rồi mới nhảy. Bởi vì tình thế bây giờ là dầu sôi lửa bỏng đến gót rồi. Thành ra mỗi gia đình người Việt Nam chúng ta cần có hình ảnh khuôn mặt cha trời Giê-xu có phép lạ đi chung để bảo vệ gia đình chúng ta, cũng như cần có hình ảnh khuôn mặt anh hùng chiến sĩ Trần Văn để nhắc nhở cho nhân loại mau mắn sám hối. Và chúng ta có bổn phận thông báo cho đồng bào thế giới được biết gấp, và nhất là thông báo cho Trung Cộng, Bắc Hàn, Nhật Bản, Nga Xô được biết gấp, bởi vì vùng đất này sẽ bị thiệt hại nặng nề nhất. Và nếu Trung Cộng, Nga Xô, Bắc Hàn cũng như vùng đất này sám hối gấp thì thiệt hại sẽ giảm khi mà cha trời Thượng Đế toàn năng nắn quả địa cầu lại. Bởi vì khi Ngài nắn quả địa cầu lại thì động đất tsunami nước biển dâng tới mây ở vùng này. Và nếu nhân loại ở vùng này sám hối gấp, càng sám hối gấp bao nhiêu, càng sám hối lập công chuộc tội bao nhiêu, thì sự thiệt hại càng giảm bấy nhiêu. Vì cha trời Thượng Đế toàn năng sẽ xót thương, đo lòng chúng ta, đo lòng những người này, mà sẽ giảm lại sự thiệt hại, cũng như Ngài sẽ nhẹ tay lại khi Ngài nắm quả địa cầu lại. Mà nếu chúng ta thông báo cho những người, những nước ở vùng này được biết gấp thì họ sẽ kính nể chúng ta và họ sẽ không dám làm phiền chúng ta, và họ tự động sẽ trao trả đất nước cũng như biển đảo của chúng ta trả về lại cho chúng ta, và họ sẽ nghe lời chúng ta trả nợ cho họ tiền mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã ký giấy nợ mua vũ khí từ năm 1900, nói gần đây thôi, từ trước năm 1945 cho đến bây giờ, nhất là cho đến năm 1975. Từ trước năm 1945 cho đến năm 1975, Đảng Cộng sản ở Việt Nam đã ký giấy nợ mua những vũ khí thặng dư của bọn Tàu Cộng và bọn Nga Xô, từ đệ nhất và đệ nhị thế chiến thặng dư lại. Đảng Cộng sản ở Việt Nam đã ký giấy nợ mua lại để tàn sát đồng bào Việt Nam chúng ta. Số nợ đó lên hàng, có thể lên tới hàng trăm tỷ đô la, có thể mấy trăm tỷ đô la không chừng, quân trang quân dụng,
tặng dư từ đệ nhất đệ nhị thế chiến. Cũng như những món nợ mà Cộng sản Việt Nam đã mượn từ Ngân hàng Thế giới, rồi đa số chúng nó đã hối lộ, tham nhũng và chi chác nhau hết. Những món nợ này rất lớn. Và chúng ta sẽ dùng hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giê-xu có phép lạ đi chung, cũng như hình ảnh anh hùng chiến sĩ Trận Vong có phép lạ đi chung để trả dứt những món nợ này. Chúng ta dùng hai hình ảnh này và hai sấm lệnh quan trọng nhất của Thượng Đế Toàn Năng ban cho để trả dứt những món nợ này, và những quốc gia này cần có hai sấm lệnh quan trọng nhất này và hai phép lạ quan trọng nhất này để cứu rỗi, để cứu dân tộc và đất nước của họ khi mà Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng nắng quả địa cầu lại. Và sự việc này chắc chắn sẽ xảy ra. Kính thưa đồng bào thương mến, đồng bào Việt Nam chúng ta hãy mau mắn đồng hành cùng Y sư Thánh Giống, cùng Thánh Giống để làm việc cứu Việt Nam chúng ta, và đồng thời góp phần cứu nguyên nhân loại bằng cách là phân phát những hồng ân vĩ đại này đến cho tất cả mọi người trên quả địa cầu được biết, được có gấp, cũng như hãy đồng hành cùng Thánh Giống để làm việc trả dứt những món nợ mà Đảng Cộng sản đã gây ra, thiếu nợ Tàu Cộng, Nga Xô và Ngân hàng Thế giới. Chúng tôi bảo đảm họ sẽ đón nhận một cách chân tình khi mà họ hiểu biết sự việc. Họ hiểu biết sự việc sớm hay muộn là do chính chúng ta có thật tâm sốt sắng chuyên chở những phép lạ, những kho tàng vĩ đại này để trả nợ cho họ, những món nợ mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã gây ra. Thiếu nợ là phải trả thôi, đừng có nói chuyện giật họ. Họ không chịu đâu. Ai thiếu nợ mình giật mình chịu không? Mà trong lúc mình có súng đạn, có đông người đông tay,